Các bạn đang nghe truyện ta tại quỷ dị thế giới cẩn thận tu tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 513, Hắc Côn Trên chỉ sơn Tại lối vào của mỏ quặng Một đội tráng hán khoác mũ mang giáp đứng ở ngoài cửa hang, trước mỗi người đều lơ lửng một cái tay, bị dây thừng vận mệnh dẫn dắt, vừa nhìn liền biết là thần thông giả. Quản sự trước đó bị Trần Lâm Thi triển huyễn thuật nơm nớp lo sợ, cúi đầu nghe nam tử trung niên trước người răng dậy lão tổ trong nhà truyền lời, thiên lý linh đặt ở sâu trong hầm mỏ mất đi cảm ứng, là chuyện gì xảy ra, nam tử trung niên lạnh lùng nói. Tử linh sa khoáng động này chính là nơi phát triển kinh tế chủ yếu của Lam gia bọn họ, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cái này, tiểu nhân cũng không biết, tiểu nhân một mực ở chỗ này trông coi, một tấc cũng không rời, cũng không có phát hiện gì thường. Quản sự vừa nghe ngay cả gia tộc lão tổ cũng kinh động, vội vàng lên tiếng miệng giải nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quản sự thấy đối phương không giống nói dối liền không tiếp tục làm khó đối phương có gì khác thường hay không vào xem liền biết bất quá nếu bên trong thực xảy ra biến cố ai cũng không bảo vệ được ngươi nói xong nam tử trung niên vung tay lên mang theo một đám thủ hạ đi vào trong quặng mỏ trần lâm nghe thanh hoa quận chúa nói không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng bảo vật gì có mang ra không thanh hoa quận chúa lắc đầu không có ta không cách nào tới gần, bất quá vật kia tản ra một loại chấn động kỳ lạ, đồng thời quan hoa lưu chuyển, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật, ồ, Trần Lâm nghi hoặc một tiếng, sau đó nói, là vật gì, cụ thể tình huống nói cho ta một chút. Hình như là một đóa hoa, thanh hoa quận chúa nói được một nửa, Trần Lâm lập tức khoát tay, ngừng lại thanh âm đối phương, sau đó ngưng thần cảm ứng. Lập tức, một tiếng vang trầm xuất hiện, quặng mỏ chung quanh bị đào ra đều sinh ra chấn động rất nhỏ. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Có người đang công kích trận pháp hắn bố trí. Loại tình huống này khiến Trần Lâm cảm giác được rất kinh ngạc, hắn làm đã đủ cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Nhưng căn cứ trận pháp dao động đến xem, đối phương hẳn là không phá nổi trong chốc lát. Nghĩ tới đây, hắn nói với Thanh Hoa quận chúa, ngươi thủ ở chỗ này, ta vào xem một chút, nói xong, lại lấy ra chính linh khôi có thể tạo thành cửu nguyên diệt tiên trận giao cho thanh hoa quận chúa sử dụng thanh hoa quận chúa nhìn thấy khôi lỗi lộ ra vẻ rất ngạc nhiên nhưng không có mở miệng hỏi thăm nàng hiện tại đối với trần lâm là khăng khăng một mực cảm thấy trần lâm làm cái gì cũng đúng cho linh khôi hạ chỉ lệnh trần lâm liền phá vỡ tiết điểm tiến vào trong đó chỉ cảm thấy xuyên qua một tầng bình chướng vô hình rơi vào trong một thạch động khổng lồ có dấu vết nhân công đào bới ở giữa hang có một vật thể màu đen hình côn, ước chừng có bốn thước, trơn bóng vừa dài vừa thẳng. Trên đỉnh của, cây gậy, có một vật hình tròn, trắng như tuyết giống như một viên cầu lông. Lúc này mau mau cầu nở rộ trận trận huỳnh quang, sáng tối chập chờn, giống như một con mắt ở nơi đó nháy mắt. Cảnh tượng như vậy, chắc không được thanh hoa quận chúa nói là có bảo vật. Trần Lâm lại nhìn chung quanh, ở bốn phương tám hướng thạch động, phân biệt có một cột đá quán thông cao thấp, phía trên khắc rõ đường vân huyền ảo, mỗi một cục đá đều có năng lượng khác nhau phát ra, những năng lượng này đang vào cùng một chỗ, làm cho người ta có một loại cảm giác thập phần khó chịu. Trần Lâm hiểu được, chính là năng lượng hỗn tạp như vậy, khiến cho Lưu Ảnh Châu không cách nào phát huy hiệu quả. Hơn nữa bốn cục đá này, hẳn là thứ duy trì trận pháp vận chuyển. Điều này khiến hắn có chút thất vọng, vốn còn tưởng rằng mắt trận sẽ là một món linh bảo, không ngờ lại là loại phong linh trụ này tầm mắt một lần nữa trở lại trên hắc côn. Đi một vòng, cũng không nhìn ra đó là thứ gì, giống như hoa, nhưng hoa kỳ quái như vậy thì thật sự là chưa từng thấy qua. Bất quá hắn lại phát hiện, trên mặt đất dưới đáy hắc côn, có một cái nhô lên không quá rõ ràng, không giống mặt đất bình thường, giống như ẩn dấu vật gì. Trầm ngâm một chút, Trần Lâm lấy ra một con khôi lỗi, khống chế nó tới gần phía trước. Những người bên ngoài không thể nói lúc nào sẽ phá vỡ pháp trận ngăn cách không thể trì hoãn quá lâu. Khôi lỗi chậm rãi tiến về phía trước, khi đi tới vị trí cách hắc côn chừng năm thước, phản phất như có một tầng vô hình ngăn cản, không cách nào tiến lên. Hắn nhíu nhíu mày, lại để cho khôi lỗi thử thăm dò phương hướng. Nhưng kết quả đều giống nhau. Chỉ cần tới gần hắc côn khoảng năm thước, liền sẽ bị ngăn trở, nhìn hẳn là một tầng trận pháp hình thành vòng bảo hộ. Trần Lâm thấy không có gì nguy hiểm, tự mình đi tới gần, đưa tay đụng vào một cái quả nhiên là trận pháp chấn động hắn do dự một chút vận chuyển pháp lực trong cơ thể muốn thử một chút cường độ vòng bảo hộ này nhưng không đợi hắn dùng sức chỉ là pháp lực vừa mới phóng xuất ra một chút bàn tay đã trực tiếp xuyên qua trần lâm sững sờ vội vàng ruột tay về tiếp theo hắn lại để cho khôi lỗi thăm dò vẫn như củ là vào không được mà chính hắn ở dưới tình huống không dùng pháp lực cũng giống như bị ngăn cản ở bên ngoài hóa ra là thế trần lâm trong lòng hiểu rõ cái vòng bảo hộ này có công năng phân biệt chỉ có người có thể sử dụng pháp lực mới có thể xuyên qua ngay cả khôi lỗi cũng không được thiết trí nhắm vào như thế không thể nghi ngờ chính là đang chờ đợi tu sĩ tới điều này làm cho hắn càng thêm hoài nghi là cường giả thần bí kia lưu lại nghĩ nghĩ hắn lần nữa thử vận chuyển công pháp đưa tay vào tiếp theo là cánh tay bả vai đợi một lát thấy côn đen kia cũng không có phản ứng dị thường liền tiến về phía trước một bước. Không ngờ lại bị kẹt lại, thân thể chỉ đi vào một nửa, một nửa khác giống như có thứ gì đó kéo, làm sao cũng không vào được. Trần Lâm đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền nghĩ đến cái gì đó, lui ra bên ngoài, sau đó thả cỏ nhỏ ra. Ngươi ở chỗ này chờ ta, không nên tới gần. Dặn dò một tiếng, hắn lần nữa thử nghiệm, lần này nhẹ nhõm xuyên qua vòng bảo hộ, đi tới phụ cận hắc côn. Trần Lâm không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại thủ đoạn sàng lọc này thật sự là bá đạo, ngay cả người đặt ở trong túi không gian cũng có thể bị cảm ứng được. Nhưng con rối trong túi trữ vật lại không có vấn đề, điều này nói rõ chỉ là phòng ngừa người, người ngoài tu sĩ tiến vào, chủ yếu nhằm vào hẳn là người bản giới. Hắn thử một chút, phát hiện khôi lỗi cũng có thể lấy ra, lần nữa chứng minh suy đoán của hắn. Thấy hắc côn vẫn như cũ không có phản ứng gì, trong lòng trần lâm khẽ buông lỏng bắt đầu quan sát khoảng cách gần nhìn một hồi hắn đi tới chỗ trống bao mà lúc trước nhìn thấy lấy ra một thanh phi kiếm bình thường thử thăm dò chọc một cái sau đó liền sửng sốt một cái túi trữ vật bị chọc ra cẩn thận xác định một chút thật là túi trữ vật mà không phải túi không gian nơi này hắn hồ nghi tiếp tục chọc những chỗ khả nghi khác một lần cũng không có phát hiện vật phẩm khác cũng không có hài cốt gì nói như vậy đã nói lên cái túi trữ vật này không phải là di vật của người thăm dò từ bên ngoài đến, mà là người bố trí trận pháp lưu lại. Trần Lâm trầm ngâm một chút, điều khiển khôi lỗi cầm lấy túi trữ vật, sau đó thử một chút, liền đơn giản bị mở ra. Khôi lỗi đem miệng túi hướng xuống dưới rung lên, lập tức có ba vật phẩm bị đổ ra. Một cái ngọc giản, một tấm phù lục, một thanh phi đao tinh xảo. Thần thức quét qua một phen, xác định không có vấn đề gì. Trần Lâm đi lên trước cầm đồ vật theo thứ tự lên kiểm tra. Đầu tiên là phi đao. Bởi vì hắn cảm thấy trên thanh phi đao này ẩn chứa khí tức linh bảo nhàn nhạt, nhưng thử kích phát một chút cũng không thành công. Hắn nghi hoặc nhíu mày, lại thử mấy lần, vẫn không phản ứng, liền phóng qua một bên, nhìn về phía phù lục. Thế nhưng nhìn một hồi, cũng không nhìn ra nguyên nhân, hắn không dám kích phát lung tung, mà tiếp tục kiểm tra ngọc giản. Nhìn nhìn phát hiện đây chỉ là ngọc giản bình thường dùng để ghi chép tin tức mặc dù như thế trần lâm vẫn khởi động lực lượng bản nguyên của nguyên thần thứ hai đem ngọc giản tra xét rõ ràng một lần sau khi xác định không có vấn đề gì mới bắt đầu đọc tin tức bên trong thật lâu sau trần lâm buông ngọc giản xuống lộ ra vẻ cổ quái đồ vật nơi này thật sự là vị cường giả thần bí kia lưu lại dựa theo ghi chép trong ngọc giản đối phương gọi là thu đạo huyền đến từ thu gia tinh trần giới thiên huyền vực, là một tu sĩ luyện hư cảnh. Đối phương bởi vì đối chiến với cường địch, sử dụng một kiện bảo vật không gian bỏ chạy, không ngờ gặp phải hư không loạn lưu, sau đó rơi vào nơi đây. Trọn vẹn hao phí trăm năm thời gian, mới tìm được đường rời đi. Trong ngọc giảng còn giới thiệu, vật thể hình côn màu đen trước mắt này là một loại thiên tài địa bảo hiếm thấy, tu sĩ bình thường không có tác dụng, nhưng đối phương lại có tác dụng lớn, chỉ là lúc đối phương phát hiện vật ấy còn chưa thành thục mà đối phương lại chờ không nổi vì thế liền dùng trận pháp phong cấm nơi này mục đích lưu lại ngọc giản chính là để cho tu sĩ khác phát hiện nơi này mang bảo vật này ra ngoài đưa đến thu gia phù triện là một tấm phá giới phù cao cấp chỉ cần cầm phù này đi tới vị trí đối phương lưu lại liền có thể phá vỡ không gian tiết điểm rời khỏi giới này mà phi đao là một kiện linh bảo coi như là thù lao đưa cung đen cho đối phương nhưng kiện linh bảo này bị phong ấn, phải là thủ pháp độc môn của đối phương mới có thể cởi bỏ, nếu không không cách nào sử dụng. Đây là vì phòng ngừa người đến chỗ này, chỉ lấy lợi ích không làm việc. Mặt khác trong ngọc giảng còn hứa hẹn, chỉ cần đưa bảo vật đến, sẽ có thâm tạ khác. Trần Lâm lần nữa nhìn phù lục cùng phi đao, thu vào túi trữ vật. Sau đó Lâm vào suy tư. Thu gia ở thiên huyền vực, hắn đã từng nghe nói qua, chủ nhân của thải hồng phiến thu đạo ly chính là người của gia tộc này lúc trước hai người thủ ngục kia từng đề cập tới chuyện này hơn nữa họ thu này rất hiếm thấy một thu đạo huyền một thu đạo ly rõ ràng chính là người của một gia tộc cường giả luyện hư đây chính là một cảnh giới còn cao hơn hóa thần một đại cảnh giới gia tộc này khẳng định cường đại dị thường tuy rằng phi đao kia là một kiện linh bảo rất mê hoặc người nhưng hắn lại không muốn giao tiếp với người cường đại như vậy tính không xác định quá cao ngộ nhỡ đối phương là loại người tâm tính bạc bẽo, chẳng những thù lao không vớt được, còn có thể mất mạng. Cho nên chuyện tặng bảo thì thôi đi, có được một tấm phá giới phù cao cấp có thể rời khỏi nơi đây, chuyến chỉ sơn này đến cũng không uổng công, hơn nửa mấy ngàn năm trôi qua, cho dù là cường giả luyện hư, thu đạo huyền kia còn sống hay không cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi suy nghĩ, chuyển dời lực chú ý đến trên hắc côn trong ngọc giảng không có miêu tả quá nhiều về bảo vật này, nhưng từ việc đối phương dùng linh bảo làm mồi dụ, tất nhiên không phải bình thường. Tiếp theo, hắn dùng phương pháp ghi lại trong ngọc giảng, đem côn đen đào tận gốc, thu vào trong một hộp ngọc cỡ lớn, lại đặt ở gốc một ít linh tinh cùng vạn niên linh nhũ, thu vào túi trữ vật. Sau khi làm xong, dò xét một vòng thạch động, liền phá vỡ tiết điểm trước để cho khôi lỗi đi ra ngoài, hắn cũng chui ra ngoài theo. Sau khi Trần Lâm đi ra, trong thấy người bên ngoài còn chưa phá vỡ trận pháp liền thu khôi lỗi lại đi thôi bắt chuyện một tiếng thu thanh hoa quận chúa vào túi da không gian cuối cùng thu hồi trận bàn cùng trận kỳ động rời trong núi người của lam gia đang điên cuồng công kích trận pháp đột nhiên phát hiện bình chướng vô hình không còn liền thuận theo quặng mỏ vọt vào đáng chết đến tột cùng là ai làm nhất định phải bắt được nam tử trung niên nhìn ngọn núi bị đào rỗng như tổ ong trước mắt lập tức nổi trận lôi đình, nhưng lập tức bị thuộc hạ báo cáo hấp dẫn, lại bắt đầu nghiên cứu ngọn núi cứng trắng mới xuất hiện. Trần Lâm rời khỏi chỉ sơn, đi thẳng tới phủ đệ đàm thập nhất. Hiện nay lấy được phương pháp rời khỏi thế giới này của thu đạo huyền, tuy rằng không thể hoàn toàn tin tưởng, còn cần xác minh một phen, nhưng cũng phải hành động nhanh hơn, không có ý định tiếp tục trì hoãn. Trong ngọc giảng kia có đề cập tới, Giới này rất có thể là do một tồn tại cấp thần linh nào đó vì sống lại mà chế tạo ra, để cho người đạt được ngọc giảng kia tốt nhất mau chóng rời khỏi. Một khi thần linh bắt đầu khôi phục, chắc chắn thôn vệ người cả giới để khôi phục thần khu, đến lúc đó muốn đi liền không kịp. Trần Lâm đối với chuyện này rất tán đồng. Tuy nói từ khi thu đạo huyền rời đi đến bây giờ đã qua mấy ngàn năm, vị thần linh này vẫn chưa khôi phục, nhưng đối với thần linh mà nói, ngàn năm chỉ là trong nháy mắt mà thôi có lẽ đuổi kịp hắn xui xẻo, ngay lúc này khôi phục cũng nói không chừng. Nhưng hắn cảm thấy, cho dù thần linh khôi phục, khẳng định cũng sẽ ở ngày nghênh linh, cho nên trong vòng một năm này hẳn là an toàn. Trần Lâm cũng không tiến vào trong phủ của đàm thập nhất. Hắn phân phó thanh hoa quận chúa một phen, sau đó để cho đối phương một người tiến vào, mà hắn thì ở phía xa chờ đợi. Bái kiến thanh hoa quận vương, đàm thập nhất đi vào phòng tiếp khách, trông thấy chỉ có một mình thanh hoa quận chúa, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn cung kính chào hỏi một tiếng. Đàm đại sư không cần đa lễ. Khách sáo một câu, thanh hoa quận chúa chuyển chủ đề, lạnh lùng nói, một năm trước ta ở trong vạn vật cát, thủ đô quốc gia đầu tiên, thấy được mảnh vỡ của một loại bảo khí, trưởng quỷ vạn vật cát nói, mảnh vỡ là đàm đại sư đặt ở nơi đó, hơn nữa vẫn luôn tìm kiếm chủ nhân mảnh vỡ, không biết đàm đại sư tìm bổn vương có dụng ý gì. Cái gì? Quận vương chính là đàm thập nhất kinh ngạc, nhưng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Thanh Hoa quận chúa khoát tay, một mảnh ngân quang hiện lên, ý thức của gã liền trở nên mơ hồ. Thanh Hoa quận chúa một chiêu kiến công, không khỏi ngẩn người, thực lực vị đàm đại sư này thấp hơn rất nhiều so với Trần Lâm đoán, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Lập tức, nàng lại liên tục ra tay, đem hai thị nữ bên cạnh đánh bất tỉnh sau đó nhét đàm thập nhất vào túi da không gian che giấu thật kỹ mang ra khỏi phủ đệ trần lâm cũng không nghĩ tới thanh hoa quận chúa sẽ thuận lợi bắt người như thế còn đang suy nghĩ nếu như đàm thập nhất thật sự là một vị tu sĩ cường đại nên ứng đối như thế nào đây hai người không có dừng lại trực tiếp về tới dịch quán hồn quốc chính là thượng quốc cho dù bị phát hiện thanh hoa quận chúa bắt đàm thập nhất cũng chỉ đến đây hỏi thăm tình huống không dám trực tiếp động thủ cho nên quán dịch trạm là an toàn nhất bên trong gian phòng trần lâm xách người từ trong túi không gian ra trước dáng cho đối phương mấy đạo phong cấm phù bảo đảm không sai về sau bắt đầu xem xét thân thể đối phương sau một phen kiểm tra hắn phát hiện đối phương cũng không có kim đan thậm chí không có pháp lực kết quả này đã để cho hắn nghi hoặc lại cảm giác hợp tình hợp lý một năm này hắn đã kiểm tra vô số người của giới diện này nhưng không phát hiện một người có linh căng nói cách khác người nơi này chẳng những thân thể không trọn vẹn, hơn nữa linh căng cũng bị tước đoạt, hoàn toàn ngăn chặn khả năng trở thành tu sĩ. Đây cũng là nguyên nhân hắn trông thấy đối phương có thể khu động pháp bảo, trước tiên liền cho rằng đối phương là tu sĩ ngoại giới. Nhưng không có pháp lực thì tuyệt đối không thể thúc giục pháp bảo, lực lượng thần thông và pháp lực hoàn toàn là hai hệ thống khác nhau, không thông dụng với nhau. Mang theo nghi hoặc, Trần Lâm tiếp tục kiểm tra. Chẳng mấy chốc, hắn đã tìm được một thứ từ trên người đối phương. Một hạt châu màu trắng, to bằng trứng gà, dùng một loại vật thể hình lưới không biết tên bao chặt lấy, cuối cùng nối liền với mệnh thằng của đối phương, Trần Lâm cầm hạt châu lên, cảm giác được bên trong ẩn chứa pháp lực ba động tinh thuần, mà lại rất là dồi dào. Rất hiển nhiên, đối phương có thể khu động pháp bảo, chính là dựa vào vật này. Cảm giác giống như là bí pháp ngoại đan của tu sĩ mặc dù tò mò nguyên lý hình thành viên cầu này nhưng trần lâm cũng không muốn truy cứu sâu chỉ cần đối phương không phải tu sĩ cao dai vậy thì uy hiếp đối với hắn không lớn nghĩ tới đây hắn vươn tay giải trừ thần hồn giam cầm của đối phương làm cho đối phương tỉnh táo lại đàm thập nhất nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh cũng không có thất kinh la to mà là bình tĩnh nhìn về phía thanh hoa quận chúa nói quận vương các hạ tại hạ tìm kiếm mảnh vỡ đao khí kia bất quá là muốn dùng để nghiên cứu mà thôi cũng không có dụng ý khác kính xin quận vương các hạ minh giám thanh hoa quận chúa không nói gì mà nhìn trần lâm một chút trần lâm lần nữa vương tay đặt ở đỉnh đầu đối phương nói sự an nguy của quận vương không thể có chút sơ suất hiện tại ta muốn dùng thần thông lực xem trí nhớ của ngươi ngươi thả lỏng tinh thần không nên chống cự nếu không thần hồn bị thương tổn cũng chớ trách ta thấy sắc mặt đối phương trở nên khó coi hắn lại giải thích một câu, nói, thần thông này của ta vốn là có thể cưỡng ép sử dụng, hơn nữa hiệu quả càng tốt hơn, nhưng như vậy ngươi sẽ biến thành si ngốc, chính là vì không xác định ngươi có ác ý hay không, mới lưu cho ngươi một cơ hội, chính ngươi lựa chọn đi, đàm thập nhất nghe vậy biết không có lựa chọn, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, buông tâm thần ra. Trần Lâm phóng thích sư hồn thuật, bắt đầu lật xem ký ức của đối phương. Đối phương không phải người hồn quốc, hồn lực cũng không mạnh, hơn nữa chủ động phối hợp, rất nhanh liền đem tin tức muốn biết xem xét hoàn tất. Sau đó gật đầu. Được rồi, đàm đại sư xem ra cũng không có nhân phẩm chính trực như truyền thuyết, chuyện mảnh vỡ đao khí cũng không phải hoàn toàn không có ác ý, nhưng nể tình đại sư còn chưa biến thành hành động, liền không truy cứu. Trần Lâm thu tay lại, ngữ khí lạnh nhạt. Đối phương cũng không phải người lương thiện gì, lấy ngoại đang có thể chứa đựng pháp lực kia mà nói, phương thức luyện chế không phải chính đạo, nhưng những thứ này không quan hệ với hắn, hắn chỉ muốn biết đối phương có uy hiếp gì đối với hắn hay không, huyền vũ thuẫn có ở trên người đối phương hay không. Hơn nữa hắn giữ đối phương lại còn có tác dụng. Kỹ nghệ rèn của đối phương tuyệt đối là thuộc hàng tốt nhất, không những có tạo nghệ cực sâu đối với phương pháp luyện chế bảo khí bản giới, ngay cả mảnh vỡ của Hà Nguyệt Đao cũng bị đối phương nghiên cứu rất thấu triệt. Có thể trong vòng một năm nghiên cứu ra phương pháp luyện chế linh bảo, hơn nữa chỉ dựa vào một ít mảnh vỡ, thiên phú cũng có thể thấy được lúng đốn. Tiếc nuối duy nhất chính là, huyền vũ thuẫn cũng không có rơi vào trên tay đối phương, đối phương có thể đạt được mảnh vỡ hàng nguyệt đao, là có một thần thông giả của nước đầu tiên dùng để trao đổi bảo khí với hắn, hơn nữa cũng chỉ lấy được 5 tấm, còn có 4 tấm không ở trong tay đối phương. Đa tạ quận vương khoan dung, đàm thập nhất không còn bình tĩnh như trước, sắc mặt biến hóa không ngừng. Ký ức bị người khác lật xem cảm giác thực sự khó chịu, tất cả bí mật đều bại lộ ra khiến người ta không chỗ ẩn nút loại thủ đoạn này để hắn sợ hãi không thôi cũng chắc chắn cả đời khó quên cân nhắc một chút hắn lại mở miệng nói nếu quận vương đã kiểm tra hoàn tất có thể để tại hạ rời đi hay không không vội trần lâm tiếp lời gỡ phong cấm phù trên người đối phương xuống sau đó thần thức hắn lại tìm kiếm trong túi trữ vật một hồi chọn ra một quyển điển tịch luyện khí điển tịch này không biết là từ trên người tu sĩ nào lấy được nhưng vừa lúc là dùng cổ tu văn tự của bản giới để ghi chép. Hắn đưa điển tịch cho đối phương, nói, ta thấy đàm đại sư rất là hứng thú với phương pháp luyện chế đao khí kia, vừa vặn ta có loại truyền thừa rèn này, liền đưa cho đại sư xem như là đền bù cho thủ đoạn quá khích vừa rồi, đàm thập nhất kinh ngạc tiếp nhận, lật xem vài tờ, lập tức mắt bút tinh quang. Đa tạ đại nhân ban thưởng pháp, nội dung ghi lại trên điển tịch này tuy rằng đều là một ít kiến thức căn bản, nhưng lại vừa vặn bù đắp chỗ không hiểu của hắn đối với loại phương pháp rèn đúc kỳ dị kia. Có điển tịch này, hắn có thể thông hiểu đạo lý, nếu có thể dung hợp hai loại phương pháp rèn đúc vào một chỗ, hắn có thể khai sáng một lưu phái rèn đúc mới, trở thành tông sư, trông thấy biểu lộ của đối phương, Trần Lâm cũng không ngoài ý muốn. Đối phương là một người cực kỳ cuồng nhiệt với việc rèn, từ khi phát hiện truyền thừa không trọn vẹn của tu sĩ luyện khí trong gia tộc, hắn vẫn luôn say mê trong đó, thậm chí không tiếc sử dụng tà pháp luyện chế ngoại đan để đạt được năng lực sử dụng pháp lực những truyền thừa này đều do thu đạo huyền kia lưu lại đối phương ở lại giới diện này ước chừng gần trăm năm để lại một số truyền thừa cũng chẳng có gì lạ chờ đối phương khôi phục một chút cảm xúc trần lâm lại lấy vòng tròn màu tím ra đây là một kiện bảo khí có cùng nguồn gốc với mảnh vỡ của đao khí kia tài liệu chủ yếu là tử linh sa ta đã chuẩn bị đầy đủ tử linh sa sau này sẽ phái người đưa cho ngươi, ngươi sắp tới đừng làm chuyện gì khác, cố gắng tu bổ hoàn chỉnh nó, xem xem có thể sửa chữa được hay không, nếu có thể sửa xong, ta còn có thể cho ngươi một bộ truyền thừa rèn cao cấp hơn, đàm thập nhất ngạc nhiên tiếp nhận vòng tròn màu tím, nghi ngờ nhìn Trần Lâm, nói, chẳng lẽ vị đại nhân này cũng giống như vị cường giả. Thần bí trong truyền thuyết kia, đến từ giới diện khác sao, dù hắn có ngu ngốc, lúc này cũng nhìn ra, nơi này cũng không phải lấy thanh hoa quận vương làm chủ mà là nam nhân này hơn nữa đối phương liên tiếp lấy ra vật không thuộc về giới này khiến hắn không nhịn được hỏi trần lâm liếc đối phương một cái lạnh nhạt nói biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt ngươi chỉ cần hết sức tu bổ vật này là tốt rồi mặt khác chuyện hôm nay không cho phép truyền ra ngoài ta cần ngươi lấy danh nghĩa thần linh thề cũng muốn lưu lại hồn ấn trên người của ngươi bất quá ngươi yên tâm chỉ cần ngươi không nảy sinh ác niệm với ta hồn ấn sẽ không phát tác đối với ngươi cũng không có hại nói xong trần lâm đánh ra một đạo hồn quang dung nhập vào trong cơ thể đối phương đây chỉ là dọa đối phương một chút hồn ấn kỳ thực cũng không có cường đại như hắn nói muốn phát huy tác dụng hắn phải tự mình kích phát mới được sắc mặt đàm thập nhất thay đổi không phản kháng cũng không phản kháng được lúc này hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là người là giao thất ta là thịt cá thật sự là một chút tôn nghiêm cũng không có loại cảm giác này từ sau khi hắn trở thành đoán tạo đại sư đã nhiều năm chưa từng thể nghiệm qua nhưng không cách nào phản kháng cũng chỉ có thể tiếp nhận phía sau hắn còn có một đại gia đình muốn cá chết lưới rách cũng không có dũng khí đàm thập nhất lý trí phát một cái đại thệ sau đó bị trần lâm đưa ra khỏi dịch quán trong dịch quán toàn thân thanh hoa quận chúa run rẩy một bộ cực độ thống khổ thật lâu sau mới bình tĩnh trở lại sau đó liền hôn mê trần lâm cẩn thận đặt đối phương nằm trên giường lẳng lặng chờ đợi nàng khởi động thần thông khiên hồn dẫn chuyển dời ý thức đến trên người phân thân lục liễu thay trần lâm tìm hiểu tình huống của hoàng thái thúc thanh hoa quận chúa không nói sai nàng trước mắt xác thực chỉ có thể duy trì một phân thân mà chỉ có ở trong khoảng cách nhất định mới có thể dời ý thức giáng lâm đến trên phân thân nhất là bình chướng giữa các quốc vực càng khó có thể xuyên thấu lần này có thể vượt qua xa như vậy buông xuống may mắn có đàm thập nhất chế tạo ngưng hồn trạc mà huyền âm lão tổ sở dĩ có thể duy trì nhiều phân thân như vậy chủ yếu là bởi vì đối phương có được linh bảo hoàng tuyền đồ mà lại buông tha thân thể dung nhập ý thức bản thân vào trong khiên hồn dẫn sau đó ký thác vào hoàng tuyền đồ sinh tồn không có thân thể ràng buộc Quy lực tăng nhiều dù vậy cũng không cách nào phá giới. Mặt khác Trần Lâm cảm thấy, thần thông khiên hồn dẫn này hẳn là đã được thu đạo huyền cải tiến, cho nên mới có thể được tu sĩ tu luyện, cùng với thần thông khiên hồn dẫn nguyên bản ở nơi này có biến hóa rất lớn. Người có thân thể như thanh hoa quận chúa, tai hại sử dụng khiên hồn dẫn liền quá rõ ràng, một khi hàng lâm phân thân, bản thể liền ở dưới trạng thái không đề phòng, bất luận kẻ nào cũng có thể giết chết, bản thể vừa chết, ý thức cũng chỉ có thể một mực bảo lưu ở trên phân thân nếu như phân thân lại bị giết sẽ thật tử vong. Mà huyền âm lão tổ hóa thành thần thông, chỉ cần thiên hồn dẫn hình thành hồn ấn, liền có thể vô hạn phục sinh. Cùng một loại thần thông, người vận dụng khác nhau sinh ra uy lực khác nhau một trời một vực, cho nên bất luận thần thông hay pháp thuật đều chỉ là phụ trợ, mấu chốt vẫn là người. Muốn tìm hiểu tình huống hoàng thái thúc chỉ sợ cần một chút thời gian, Trần Lâm lấy tu luyện bí thuật xong tu làm tên, đóng cửa trong phòng không ra. Trong lúc rảnh rỗi, hắn liền suy tư tin tức lấy được từ trong thu đạo huyền ngọc giảng hắn cảm thấy đối phương không có khả năng chỉ bằng một kiện linh bảo mà có sức hấp dẫn liền cảm thấy người sau nhất định sẽ đem bảo vật cung đen kia đưa qua cho hắn cái này không phù hợp lẽ thường suy bụng ta ra bụng người nếu như hắn có tu vi luyện hư gặp phải tình huống như vậy nhất định phải lưu lại ít nhất ba loại thủ đoạn bảo đảm không có sai lầm mới có thể yên tâm thậm chí làm cái năm loại tám loại thủ đoạn đều rất bình thường Trừ phi bảo vật có cũng được mà không có cũng không sao, không phải quá để ý, nhưng nếu là như vậy thì không cần phải lưu lại một món linh bảo là mồi dụ, nghĩ hẳn cho dù là cường giả luyện hư cũng không đến mức mang linh bảo coi là cải trắng, tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra một món. Cho nên hắn cho rằng đối phương tất nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Có khả năng nhất, tự nhiên là truy tung ấn ký. Mà nếu có ấn ký truy tung, đại khái là ở trên linh bảo kia xác suất nhỏ là ở trên ngọc giảng và phù triện nhưng cảm giác khả năng không lớn ngọc giảng chỉ ghi lại tin tức sau khi xem xong có thể ném đi mà phù triện thì chỉ dùng một lần sau khi sử dụng sẽ biến mất trừ phi là ở lúc hắn kích phát ấn ký liền lặng yên không một tiếng động lưu lại ở trên người hắn nhưng nếu như đối phương có thủ đoạn như vậy vậy không chỉ ngọc giảng cùng phù triện thời điểm hắn tiến vào trong sơn động kia liền có khả năng đã trúng chiêu hắn đã kiểm tra vô số lần trước mắt trên người không có phát hiện ấn ký truy tung nhưng cũng không dám cam đoan cho nên hắn vẫn tính tấn thăng ngân hồn trước sau đó mới lựa chọn rời khỏi ngoài ra còn có một loại tình huống khả năng cũng rất lớn đó chính là đối phương ở bên ngoài giới diện bố trí một loại khốn trận nào đó chỉ cần hắn vừa ra ngoài liền bị vây ở chỗ đó đồng thời hướng đối phương phát ra tin tức suy tư một hồi trần lâm lắc đầu Hắn đối với thủ đoạn của cường giả luyện hư hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên cũng không nghĩ ra tình huống cụ thể sẽ là dạng gì, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tốt nhất là có thể rời khỏi từ tiết điểm đối phương nói. Nhưng địa điểm đối phương nói chính là mật địa của hồn quốc hoàng thất, ngoại trừ nơi đó ra, chỉ sợ không có cách nào khác rời đi. Dù sao ngay cả đối phương cũng tìm 100 năm mới tìm được một nơi như vậy, hắn không cảm thấy mình còn có thể có phát hiện khác mười ngày thoáng cái đã qua vừa mới bắt đầu còn tốt mấy ngày gần đây hứa đô thống kia mỗi ngày đều sẽ tới hỏi thăm tình huống thậm chí ngay cả hoàng thất thủ quốc cũng phái người tới mời thanh hoa quận chúa thương lượng công việc phản trình dừng lại thật sự là quá lâu đoán chừng thủ quốc hoàng đế đã bắt đầu thấp thỏm cảm thấy thanh hoa quận chúa có phải đang âm thầm làm đại sự gì muốn phá vỡ hoàng triều của hắn hay không rốt cuộc tại trần lâm không kiên nhẫn tính toán cho hoàng thất thủ quốc và hứa đô thống một chút giáo huấn thanh hoa quận chúa tỉnh lại đồng thời mang về một tin tức tốt hoàng thái thúc đã tiến vào yểm giới hơn nữa sau khi tiến vào yểm giới không lâu liền mất đi dấu hiệu sinh mệnh bây giờ đã qua ba ngày hoàng đế hồn quốc phong tỏa tin tức này giữ kín không nói ra hoàng đế biết thanh hoa quận chúa đạt được khiên hồn dẫn thần thông cho nên sau khi xác định lục liễu là phân thân mới nói rõ sự thật cũng để nàng lập tức phản hồi, để ngừa náo động. Lan quân, chúng ta nhất định phải trở về, ta làm thành viên hoàng thất, không thể không để ý an nguy của hoàng thất. Thanh hoa quận chúa ý thức ly thể thời gian dài như vậy, lộ ra vẻ suy yếu, nhưng thái độ xác thực rất kiên định. Trần Lâm gật đầu, không có phản đối. Bí thuật song tu tuy khiến đối phương khăng khăng một mực với hắn, nhưng chưa tước đoạt nhân cách độc lập của đối phương, đề cập đến sự kiện trọng đại ảnh hưởng tới hắn sâu nhất, Đối phương vẫn sẽ có kiên trì nhất định. Đương nhiên, nếu như hắn cưỡng ép chi phối tư tưởng của đối phương, cũng có thể làm được, nhưng loại tình huống này càng nhiều, lâu ngày hiệu quả bí thuật sẽ suy yếu. Hơn nữa hắn cũng định rời đi, đàm thập nhất nghiên cứu linh bảo cần thời gian rất dài, hắn không thể cứ chờ mãi ở đây được, hắn định đến nước trớ một chuyến, xem thử nhân thủ bố trí trước đó có tìm được thông tin về Huyền Vũ Thuẫn hay không. Được, vậy lên đường đi, nhưng ta có chút việc riêng muốn làm, không đi cùng sứ đoàn nữa. Trần Lâm mở miệng nói. Thanh Hoa quận chúa lập tức biến sắc, Hoa Dung thất sắc nói, thế nào, Lan Quân muốn rời khỏi ta sao? Nếu như Lan Quân thật sự không muốn đi, ta cũng có thể ở lại chỗ này tiếp tục ở lại với ngươi. Trần Lâm khoát khoát tay, giải thích tính toán của hắn một chút, lúc này Thanh Hoa quận chúa mới yên lòng. Đầu quốc Một thành Trần Lâm trở lại tiểu viện mình mua lúc trước, đi vào một cây cổ thụ trong sân, lấy ra phi kiếm đào móc một hồi, lấy ra một cái hộp nhìn thoáng qua phát hiện cái hộp đã bị người động qua lập tức lộ ra vẻ chờ mong mở hộp ra một cuộn giấy hiển lộ ra cầm lấy cuộn giấy mở ra từng hàng chữ viết đập vào mi mắt thanh phong trại trần lâm tự lẩm bẩm một câu tin tức trên giấy là một thần thông giả lưu lại dựa theo ngày để tính đã là chuyện của nửa năm trước đối phương nói lúc dừng lại ở nhĩ thành đạt được một tin tức nói là trại chủ thanh phong trại ở các lộ trại phỉ tụ hội từng triển lãm một tấm khiên dạng mai rùa, nghi là bảo vật bên ngoài. Nhưng thanh phong trại chính là ổ phỉ lớn nhất thế giới này, đối phương không dám đi xem xét tình huống, chỉ có thể truyền tin tức trở về. Trần Lâm đốt cuộn giấy thành tro bụi, suy tư tin tức liên quan tới thanh phong trại. Trại này rất nổi danh, ngay cả hắn cũng nghe nói qua. Trại chủ Hắc Bá Thiên là một tên siêu cấp thần thông giả vô cùng mạnh mẽ, nắm giữ mấy loại đại thần thông, nghe nói đương thời ngoại trừ hoàng thái thúc của hồn quốc, không ai dám nói có thể dễ dàng thắng được hắn, thủ hạ có mấy vạn phỉ, thần thông giả đã có hơn mấy trăm, sức chiến đấu có thể so với một tiểu quốc. Đối phương chiếm cứ thanh phong sơn mạch, nơi giao giới ba nước là thủ quốc, tâm quốc, thủ quốc, ba nước, địa thế hiểm ác, dễ thủ khó công, ba nước mấy lần liên hợp tấn công đều không thể tiêu diệt. Nếu như là chuyện khác, Trần Lâm đã chuẩn bị rời đi thật không muốn phức tạp, nhưng huyền vũ thuẫn lại phải cầm về. Tấm trắng này là hắn huyết luyện mà thành, vận dụng như ý, hơn nữa cũng có tính phát triển nhất định, vì bảo vật này, bốc lên chút phong hiểm cũng đáng giá. Trần Lâm vốn định thông qua thanh hoa quận chúa mượn binh Hồng Quốc, nhưng cân nhắc đến việc Hoàng Thái Thúc vừa chết, Hồng Quốc có thể sẽ rung chuyển một đoạn thời gian, thanh hoa quận chúa cũng chưa chắc có thể thuận lợi tiếp nhận vị trí Hoàng Thái Thúc, dù sao đối phương không phải ngân hồn cường giả. Cho nên còn phải dựa vào chính mình. Chung cái hộp xuống gốc cây già, Trần Lâm rời khỏi sân nhỏ, đi tới gần thanh phong sơn mạch tìm hiểu một phen. Nhưng hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là về tới đô thành hồn quốc. Căn cứ vào tin tức mà hắn thám thính được, hắc bá thiên kia còn lợi hại hơn một chút so với tin đồn, hơn nữa đối phương làm việc cũng hết sức cẩn thận, gần như từ trước tới giờ chưa từng rời khỏi thanh phong trại nếu như hắn không bị phương thiên địa này áp chế có thể thi triển thủ đoạn chân chính vậy đối phương tự nhiên sẽ không được hắn để vào mắt nhưng mà tình huống hôm nay hắn cũng không dám cam đoan có thể lực áp đối phương cho nên hắn định lại là một cái bốn tay nhiễu hành tăng cường độ linh hồn lên một chút có thể trực tiếp tấn chức ngân hồn là tốt nhất cho dù không thể hạt ánh sáng trong linh hồn hoàn thành lần áp suất thứ hai thực lực của hắn cũng sẽ bạo tăng đến lúc đó lại đi đối phó đối phương cũng không muộn Mệnh thành Trần Lâm đã về tới đây được nửa tháng. Tuy rằng tin tức Hoàng Thái Thúc xảy ra chuyện bị Hoàng đế phong tỏa, nhưng những đại gia tộc kia cũng đều có cảm ứng, không khí trong thành khẩn trương, một bộ tình thế mưa gió sắp đến. Trần Lâm trở lại quận Vương Phủ, Thanh Hoa quận chúa liền cho hắn một kinh hỷ. Lan quân, thứ ngươi muốn ta lấy cho ngươi, Thanh Hoa quận chúa lấy ra một cái hộp màu bạc giống như hiến vật quý. Ánh mắt Trần Lâm lập tức sáng lên cái hộp này chính là để bốn tay nhiễu hành, không nghĩ tới đối phương nhanh chóng như vậy, liền đem vật này lấy tới tay. Mặc dù biết rõ đối phương đối với hắn tốt như vậy, là bị song tu bí thuật ảnh hưởng, nhưng Trần Lâm vẫn cảm thấy một trận ấm áp. Trải qua thời gian sớm chiều ở chung lâu như vậy, trong lòng bởi vì thù hận đối phương tính kế hắn, đã chậm rãi bị phai nhạt. Vốn lúc trước hắn dự định, lợi dụng đối phương xong liền trực tiếp diệt sát, hiện tại lại không có tâm tư như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không thể mang đối phương rời khỏi giới này chỉ có thể làm được nhất biệt lưỡng khoan không để cho đối phương bị song tu bí thuật trói buộc hơn nữa hắn rất hoài nghi người nơi này một khi rời khỏi giới này liền khó có thể sống dù sao sự tồn tại của các nàng chính là không trọn vẹn nhưng nếu tấn thăng đến cấp bậc ngân hồn thay đổi cấp độ sinh mệnh có lẽ có thể bài trừ tai hại này trần lâm lắc đầu không suy nghĩ nhiều nữa song tu ban thưởng thanh hoa quận chúa một phen liền thu bốn tay vào suy tư công việc luyện chế luyện hồn đan luyện chế tứ giai luyện hồn đan tài liệu khác đều đã gom đủ phương pháp luyện chế cùng tài liệu phối trộn cũng đã thuần thục nhưng duy chỉ có quan âm sa là thiếu hơn nữa tài liệu loại quan âm còn là chủ dược không thể thiếu trần lâm nghĩ là trên tay hắn còn thừa mấy quan âm loa dùng để luyện chế nhất giai luyện hồn đan muốn dùng vật này thay thế đương nhiên dược hiệu khẳng định là không đủ cho nên hắn muốn ăn con tôm hùng khí vận lần trước đạt được kia, dùng lực lượng khí vận cưỡng ép kích thích sợi vận mệnh, khiến đang dược thành công. Chỉ cần dùng quan âm loa bình thường đạt tới trình độ có thể thực hiện trên lý luận, liền có hy vọng thành công. Nhưng mà con tôm hùng lớn này vốn là hắn giữ lại dùng để chặt đứt sợi dây nhân quả, dùng ở chỗ này đúng là đáng tiếc, mấu chốt còn không biết có thể thành công hay không. Nhưng tiếng giai ngân hồn càng thêm cấp bách, chỉ có thể tạm thời lấy ra khẩn cấp thế nhưng trần lâm còn chưa kịp bắt đầu thử thanh hoa quận chúa liền mang đến cho hắn một tin tức tốt danh ngạch luyện hồn trì sử dụng lấy được lan quân mở ra luyện hồn trì một lần hao phí rất nhiều tài liệu hơn nữa hiện tại tài liệu trong bảo khố hoàng thất báo nguy vì lần này mở ra bệ hạ đem bảo vật trân quý của mình đều lấy ra cho nên ta chỉ có thể đáp ứng hắn để ngươi hỗ trợ đối kháng tứ đại gia tộc bức vô thoái vị trong mật địa hoàng gia Thanh Hoa quận chúa một bên mang theo Trần Lâm đi về phía trước, một bên cẩn thận từng ly từng tí giải thích. "Không sao." Trần Lâm cười cười, nói, "Dù người ta nhiều tài liệu quý hiếm như vậy, giúp một chút cũng là có ý, hơn nữa cái này cũng không chỉ là giúp bệ hạ, càng là giúp ngươi dọn sạch chướng ngại, ta có cái gì không vui chứ?" Nghe được Trần Lâm nói, lời nói tình cảm, như vậy, trong mắt Thanh Hoa quận chúa lập tức tỏa ra thần thái, thân thể không tự chủ được tựa vào trên thân Trần Lâm trần lâm kéo đối phương lại lần nữa cảm thán bí thuật song tu quỷ dị trong lòng càng kiên kỵ thu đạo huyền hơn bí thuật này không phải thần linh giao phó mà là người này lưu lại vì tiện lưu lại một cái truyền thừa liền có uy lực như thế có thể nghĩ đối phương cường đại đến mức nào bất quá hắn cảm thấy thế gia này không có khả năng tồn tại đồ vật khó giải bí thuật này khẳng định có phương pháp khắc chế hoặc có hạn chế gì nếu không có chút quá mức khoa trương trong lòng suy nghĩ Hai người đi vào trong một cung điện dưới mặt đất. Nơi đây thủ vệ xâm nghiêm, nhưng có thủ lệnh của Thanh Hoa quận chúa cùng bệ hạ, tự nhiên thông suốt, một đường đi tới một chỗ mật thất tận cùng bên trong. Sau khi tiến vào, bên trong là một cái ao nước không lớn, bên trong đã chứa đầy chất lỏng màu đen sền sệt, tản ra năng lượng chấn động mãnh liệt. Trần Lâm sửng sốt một chút, năng lượng ba động này cùng luyện hồn đang ba động thập phần tương tự, xem ra cả hai cùng một nguồn gốc đều xuất từ tay của thu đạo huyền kia không biết là đối phương căn cứ vào bản thân nhiễu hành thú nghiên cứu ra được hay là mượn dùng truyền thừa của tiền nhân nếu như là cái trước người này có thể nói là thiên tài yêu nghiệt trong lòng hắn cảnh giác người như vậy không có khả năng dừng bước ở luyện hư huống chi còn có gia tộc cường đại làm hậu thuẫn nói không chừng đã trở thành tồn tại cao cấp hơn cho nên hắn tuyệt đối không thể ôm tâm lý may mắn ham bảo vật cùng thù lao của đối phương Chờ luyện hồn hoàn tất, đi ra ngoài liền đem Linh Bảo Phi đao kia ném đi. Phá giới phù có thể không cần cũng không cần, cố gắng hết sức giảm bớt khả năng bị truy tung. Nhưng mà linh dược hắc côn kia lại không thể ném, vạn nhất hiện tại hắn đã bị đối phương dùng thủ đoạn không biết để lại dấu hiệu, chờ hắn ra ngoài bị đối phương tìm tới cửa, đến lúc đó lấy không ra thứ đối phương muốn, chỉ sợ đối phương sẽ giết hắn cho hả giận. Mà có vật ấy, mặc dù cũng có khả năng bị diệt khẩu nhưng vẫn còn có đường sống mặt khác nếu đối phương thật sự coi trọng vật này sẽ không ở trên đó gian lận linh dược loại vật này rất là yêu quý hơi có khí tức dị chủng xâm nhập liền có thể dẫn đến héo rũ tử vong đối phương khẳng định sẽ không bốc lên nguy hiểm như vậy lan quân luyện hồn dịch trong ao đã điều chế xong ngươi có thể ngâm ngâm hấp thu ta ở bên ngoài chờ ngươi thanh hoa quận chúa mặc dù rất muốn cùng trần lâm ngâm chung nhưng vì không ảnh hưởng trần lâm tu luyện vẫn cố nén tâm tình sao động đi ra ngoài. Trần Lâm hít vào một hơi, tiến vào luyện hồn trì. Vừa tiếp xúc chất lỏng, liền cảm giác được từng tia năng lượng tiến vào trong thân thể. Thần sắc hắn khẽ động, cảm giác này quá quen thuộc, giống như luyện hồn đan, chỉ có điều không thuần túy bằng năng lượng của luyện hồn đan, hơi có vẻ hỗn tạp. Nhưng trong chất lỏng này cũng tồn tại năng lượng có thể hấp thu linh hồn quan hạt vào trong tứ giai luyện hồn đan, chính là vô cùng yếu ớt tình huống như vậy khiến hắn không khỏi hoài nghi trong tài liệu chế tác chất lỏng này cũng có chứa các loại vật phẩm thời gian bất quá phương pháp phối trí luyện hồn dịch chính là bí ẩn lớn nhất của hoàng thất ngay cả thanh hoa quận chúa trước mắt cũng không biết muốn biết rõ còn phải phí chút tâm tư suy nghĩ một hồi trần lâm liền bài trừ tạp niệm toàn tâm hấp thu năng lượng trong dịch luyện hồn trì chất lỏng trong ao tuy rằng pha tạp nhưng số lượng lại rất lớn một viên hai viên luyện hồn đang không thể so sánh ước chừng dùng thời gian 3 ngày 3 đêm mới hấp thu xong tất cả năng lượng. Nhưng hiệu quả lại không đạt tới trạng thái tốt nhất trong dự đoán. Trần Lâm từ trong ao đứng lên, giờ phút này chất lỏng đã biến thành nước trong, ngâm mình nữa chỉ đơn thuần là tắm rửa. Hắn kiểm tra thân thể một chút, những chỗ còn trống trong linh hồn đã được bổ sung đầy đủ. Nhưng mà... Đừng nói tiếng dai, ngay cả lần thứ hai cô động cũng không hoàn thành, chỉ bổ sung những hạt ánh sáng bình thường, mật độ cao hơn một chút, muốn cô động hoàn toàn, ít nhất còn phải một viên luyện hồn đan cấp 4, thậm chí cũng không đủ. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Trần Lâm cũng đã sớm đoán trước. Dù sao luyện hồn trì này vẫn tồn tại, rất nhiều đệ tử hoàng thất đều sử dụng qua, nếu quả thật có hiệu quả mạnh như vậy, cũng không đến mức ngay cả một lần hoàn thành một lần ngưng luyện linh hồn cũng không có, khiến cho thanh hoa quận chúa hạt giữa bầy gà. Hiệu quả lớn nhất của luyện hồn trì chỉ là làm cho linh hồn sinh ra quan hạt màu bạc, công hiệu mạnh hơn luyện hồn đan nhị giai một chút mà thôi mà dung linh bí thuật mới là thủ đoạn quan trọng để thần thông giả hồn quốc tiến giai ngân hồn xem ra vẫn là phải luyện chế tứ giai luyện hồn đan hơn nữa tứ giai luyện hồn đan có thể tiến giai hay không cũng còn chưa biết hay là trước tiên tìm hiểu một chút trong bảo khố hoàng thất có quan âm loại bảo vật rồi nói sau trần lâm nói thầm một câu sau đó đi ra mật thất nhưng hắn không vội rời đi sâu trong mật địa này chính là chỗ không gian tiết điểm mà thu đạo huyền và hoàng thái thúc nói tới nếu đã tới tất nhiên phải đi xem lan quân chàng thật sự muốn rời đi sao nghe được trần lâm yêu cầu thanh hoa quận chúa sắc mặt trắng bệch yếu ớt mở miệng trần lâm thầm thang một tiếng nghiệt duyên do dự một chút nói nơi đây mặc dù được xưng là một giới nhưng kỳ thật chỉ là một cái lồng giam mà thôi ngươi phải nhớ kỹ nếu có một ngày có thể tấn chức ngân hồn vẫn là rời khỏi nơi này thì tốt hơn thấy trần lâm nói như vậy thanh hoa quận chúa lập tức lộ ra vẻ tò mò nói bên ngoài đến tục cùng là có bộ dáng gì, bên ngoài sao, Trần Lâm nhìn chỗ sâu trong mật địa, nói, hạo hãn vô ngừng, muôn màu muôn vẻ, đã có vô tận nguy hiểm, cũng có vô hạn khả năng. Nói tới đây hắn nói sang chuyện khác, được rồi, vẫn là trước tiên đi tới địa phương tồn tại tiết điểm kia xem một chút đi, chuyện bên ngoài hiện tại ngươi biết không có chút ý nghĩa nào, ngược lại tăng thêm phiền não. Thanh Hoa quận chúa thấy Trần Lâm không muốn nhiều lời, cũng không có truy vấn, mang theo Trần Lâm đi vào chỗ sâu. Nàng từ nhỏ sinh hoạt ở chỗ này, không cảm giác mình có chỗ nào không đúng, cũng không cho rằng nơi này là lồng giam gì, ngược lại cảm thấy Trần Lâm không có dây thường sinh mệnh rất kỳ quái, cho nên đối với ngoại giới cũng không quá mong mỏi. Mật địa thật ra là một hang động đá vôi dưới mặt đất, uốn lượn khúc chiết, thọc sâu rất dài. Nếu như không có người mang theo, thật đúng là khó tìm được địa phương. Hơn nữa trong toàn bộ mật địa đều có thị vệ hoàng gia thủ vệ, đội ngũ tuần tra nối tiếp nhau, để Trần Lâm có loại cảm giác Nơi này tự hồ còn có bí mật gì đó tồn tại. Lan Quân, chính là phía trước, nhiễu hành một đầu thông đạo, Thanh Hoa quận chúa dừng bước, chỉ về phía trước mở miệng nói. Không cần đối phương nói, Trần Lâm cũng đã cảm giác được dị thường. Phía trước là một khu vực trống trải, nhưng mà nơi tầm mắt nhìn tới, tất cả đều bị hắc vụ quay cuồng bao phủ. Khoảng cách xa như thế, hắn cũng có thể cảm nhận được khí tức khủng bố tử tịch phát ra từ trong sương mù đen kia. Nhưng chẳng biết tại sao những sương mù màu đen này lại chỉ ở bên trong mà không khuếch tán về phía hắn hửm bỗng nhiên trên mặt trần lâm hiện ra vẻ kinh nghi hắn thử đi tới phía trước thăm dò vài bước khí tức sương đen càng ngày càng đậm vẻ cổ quái trên mặt hắn cũng càng ngày càng mãnh liệt lan quân bị sao vậy thanh hoa quận chúa đi lên trước nhìn trần lâm hỏi thăm sau đó giải thích hắc vụ này thương tổn đối với thần hồn cực kỳ khủng bố hơn nữa càng đi vào bên trong càng dày đặc Tuy rằng nghe đồn chỗ sâu nhất có tiết điểm rời khỏi giới này, nhưng lại chưa bao giờ có người chính thức nhìn thấy, ngay cả Hoàng Thái Thúc cũng chưa từng xâm nhập chỗ sâu nhất. Trần Lâm nhìn thoáng qua hát vụ thật sâu, cực đầu nói, quả thật rất lợi hại, không đến ngân hồn sợ rằng đi vào phải hồn phi phách tán, đi về trước đi, thanh hoa quận chúa trên mặt vui vẻ. Nghĩ thầm sương mù đen này càng đậm càng tốt, như vậy lan quân của nàng sẽ không thể rời đi, có thể luôn ở bên cạnh nàng. Nàng vui vẻ nhưng trong lòng Trần Lâm lại cuồn cuộn sóng lòng. Khí tức của sương mù đen này lại giống như năng lượng mà diệt hồn chỉ phóng thích ra, chẳng lẽ diệt hồn chỉ cũng là do thu đạo huyền kia lưu lại, cũng có thể là thu đạo ly, dù sao thu đạo ly xác định đi qua giới diện của phồn tinh đại lục, mà gia tộc của Bạch Ngân Tiên Tử cũng có liên quan tới tu sĩ thượng giới lúc trước Giáng Lâm. Suy đoán này khiến hắn kinh hãi không thôi. Nhiều linh hồn bí thuật như vậy đều có liên quan đến thu gia thiên huyền vực, chắc hẳn gia tộc này lấy linh hồn nhất đạo làm chủ, hơn nữa nhất định vô cùng cường đại càng nghĩ trần lâm càng cảm thấy không thể có liên quan đến thu gia này càng không thể trông cậy vào đối phương sẽ giảng đạo lý có thể đánh ra một mảnh thiên địa trong tu luyện giới mạnh được yếu thua không có một cái nào phân rõ phải trái rời khỏi mật địa trần lâm để thanh hoa quận chúa giúp hắn tìm hiểu một chút các loại tài liệu thời gian sau đó liền đi tới một chỗ dung nham ném phi đao linh bảo vào phá giới phù tạm thời còn không biết có thể dùng được hay không liền không ném đi cùng linh dược côn đen đặt ở trong hộp chuyên dụng dán lên vô số phong cấm phù lúc này trong lòng mới khẽ buông lỏng quay trở về quận vương phủ sau đó hắn liền đạt được tin tức của thanh hoa quận chúa nói là tìm được vật phẩm loại thời gian khiến trần lâm ngoài ý muốn chính là thanh hoa quận chúa nói loại bảo vật quan âm cũng không phải thiên tài địa bảo gì mà là một người một thành viên hoàng thất có được thần thông loại thời gian người này gọi là tư mã liên thành coi như bối phận còn lớn hơn hoàng thái thúc chuyên trách đóng ở mật địa phối hợp luyện chế luyện hồn dịch trước kia thanh hoa quận chúa địa vị quá thấp không hiểu rõ những bí mật hoàng thất này hiện tại thân phận xưa đâu bằng nay hoàng đế có thể cũng vì lấy lòng cho nên hỏi xong liền nói cho tất cả dựa theo thanh hoa quận chúa thuyết pháp quan âm loại thần thông là ngàn năm trước bị phát hiện lúc ấy còn không phải hoàng thất tư mã gia tộc cường giả quyết đoán ra tay đem vị này thần thông giả mang về cũng đem nữ tử kinh diễm nhất trong gia tộc gã cho đối phương, các loại ân sủng gia thân. Cái giá phải trả chính là đối phương không thể rời khỏi gia tộc một bước, chuyên phụ trợ phối chế luyện hồn dịch. Cũng chính là từ lúc này bắt đầu, tư mã gia tộc mới từng bước một trở nên mạnh mẽ, thay thế một đại gia tộc khác trở thành hoàng thất hồn quốc. Bởi vì thần thông có thể kế thừa, cho nên thần thông loại quan âm này liền thành, tài liệu, ngự dụng của tư mã gia tộc mỗi một thời đại đều tìm con em gia tộc đáng tin cậy nhất kế thừa thần thông này. Người thừa kế trực tiếp phong vương, có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu, mỹ thực mỹ nữ rượu ngon, cái gì cần có đều có, gia quyến cũng đều theo đó đạt được vô số chỗ tốt, nhưng có một điểm, từ ngày bắt đầu tiếp nhận thần thông, liền vĩnh viễn không thể bước ra khỏi mật địa một bước. Nghe được những bí văn này, Trần Lâm không khỏi lộ ra vẻ chợt hiểu. Trách không được hoàng gia mật địa thủ vệ xâm nghiêm như vậy, đoán chừng là sợ hãi vị, vật liệu này bị gia tộc khác nhìn chằm chằm cho nên cướp đi như vậy có thể sẽ không cách nào tiếp tục phối trí luyện hồn dịch ưu thế của tư mã gia tộc lập tức biến mất ta muốn đi gặp vị vương gia này một lần bệ hạ có đồng ý không trần lâm hỏi thăm thanh hoa quận chúa mặc dù là hỏi thăm nhưng tâm ý của hắn đã quyết mặc kệ hoàng đế đồng ý hay không hắn nhất định phải gặp người này nếu thần thông của đối phương có thể phụ trợ phối chế luyện hồn dịch thì có thể trợ giúp luyện chế luyện hồn đan nếu như không phải dùng phương thức truyền thừa đạt được thần thông không cách nào chồng chất mà hắn lại đã bị thần thụ một môn câu hồn thuật hắn đều muốn đem thần thông của đối phương đoạt lấy nếu có thần thông này sẽ không cần phát sầu vì bảo vật quan âm nữa nghĩ tới đây hắn không khỏi nghĩ tới thần thông bảo hạp vật này là duy nhất có thể để cho thần thông giả chồng thần thông không biết là nguyên nhân gì nếu như là quy tắc hạn chế vậy thần linh lại vì cái gì phải thiết lập quy tắc như vậy mà trong thần thông bảo hạp cũng không thể khai trừ thần thông tương tự, Trần Lâm cảm thấy, trước khi đi rất cần phải vơ vét một phen, tranh thủ đạt được mấy cái thần thông bảo hạp, không thể đi một chuyến uổng công. Lúc này, Thanh Hoa quận chúa vang lên, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Ta đã nhắc tới việc này với Bệ hạ, Bệ hạ nói có thể gặp, thậm chí có thể để Tư Mã Liên Thành kia phối hợp ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải trợ giúp hoàng thất thu thập tứ đại gia tộc trước mới được trần lâm nghe vậy cười cười nói xem ra thực lực bốn đại gia tộc này không kém đem hoàng thất đều bức bách đến loại trình độ này rồi nói đến đây hắn lại nghĩ tới một chuyện nói thi thể của hoàng thái thúc là ai xử lý hoàng thái thúc tiến vào yểm giới là dùng thăng tay máu phạm vi tác dụng của vật kia là không nhỏ hơn nữa khí tức yểm giới cực kỳ nồng đậm thần thông giả bình thường nếu dính vào khẳng định sẽ bị kéo vào trong yểm giới không biết trước khi Hoàng Thái Thúc tiến vào yểm giới có nói rõ lợi hại trong đó hay không, nếu không nói, có thể sẽ ủ thành đại họa. Đương nhiên, nếu như là thần thông giả đã từng sử dụng qua luyện hồn trì, linh hồn, ngân hóa, vậy hẳn là không có vấn đề. Thanh Hoa quận chúa nghiêm mặt, nói, ta đang muốn nói với ngươi việc này, thân thể Hoàng Thái Thúc xuất hiện dị hóa, bệ hạ tự hồ hoài nghi khăn tay mà Mỹ Ly lấy ra là tà vật gì đó, mà không phải tiến vào giới diện khác, cố ý muốn hại chết Hoàng Thái Thúc ánh mắt Trần Lâm toát ra vẻ khiếp sợ, thậm chí còn có chút sợ hãi. Thanh Hoa quận chúa thấy thế vội vàng an ủi, Lan quân yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho bệ hạ thương tổn đến ngươi, hơn nữa hiện tại bệ hạ còn cần trợ giúp của ngươi, Hoàng Thái Thúc cho dù quan trọng đến đâu cũng đã chết, lấy lý trí của bệ hạ, nhất định có thể phân ra nặng nhẹ. Trần Lâm căn bản không có để ý đối phương nói chuyện, mà là ngữ khí ngưng trọng hỏi, Hoàng Thái Thúc thân thể thật dị hóa sao, ngươi xem không được, tình huống như thế nào, điều khiến hắn kinh hoảng không phải là cách nhìn của hoàng đế mà là sự dị hóa của hoàng thái thúc từ khi hắn tiếp xúc đến yểm giới sau khi hình chiếu của người tiến vào tử vong thân thể ở thế giới hiện thực phát sinh dị hóa chỉ có một cảnh tượng đó chính là căn nhà nhỏ của bù nhìn nữu nữu sau đó vô luận là trấn ma tự hay là bộ lạc lôi thần sau khi hình chiếu tử vong thân thể chỉ là tử vong theo mà sẽ không phát sinh dị biến hắn cũng từng rất nhiều lần nghĩ tới vấn đề này cuối cùng cho rằng là có liên quan đến đẳng cấp cảnh tượng yểm giới chỉ có cảnh tượng trong yểm giới đẳng cấp đủ cao sau khi hình chiếu tử vong mới ảnh hưởng tới hiện thực nếu như hắn đoán đúng vậy tràn cảnh khăn tay này cũng không tầm thường trách không được cấp bậc ngân hồn của hoàng thái thúc đi vào không lâu liền tử vong thanh hoa quận chúa không rõ ràng cho lắm nghi hoặc nhìn trần lâm nói dị hóa cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng chẳng qua là hai cánh tay đều trở nên khô héo đen nhánh hơn nữa đều mọc ra móng tay thật dài. Trần Lâm thần sắc khẽ buông lỏng. Chỉ có tay dị hóa, còn chưa đạt tới trình độ biến chỉnh thể thành bù nhìn như nữ nữ, xem ra đẳng cấp cảnh tượng đối ứng không mạnh như thủ hộ giả. Dù vậy cũng không thể kinh thường. Hắn lập tức tiếp tục hỏi, có người nào tiếp xúc với thi thể của Hoàng Thái Thúc không, bọn họ có xảy ra dị hóa không, thi thể dị hóa có, tính truyền nhiễm, hay không, cường độ truyền nhiễm cao thấp, cũng là tiêu chuẩn quan trọng để phán xét độ nguy hiểm của cảnh tượng. Thanh Hoa quận chúa lắc đầu, cái này trái lại chưa phát hiện, nhưng vì phong tỏa tin tức hoàng thái thúc tử vong, có thể tiếp xúc đến thi thể chỉ có mấy tên nội vệ tâm phúc của bệ hạ, thực lực bọn họ đều không kém gì hứa đô thống, hẳn là không có xuất hiện vấn đề, nếu không bệ hạ không có khả năng không nói với ta. Những nội vệ này đều sử dụng qua luyện hồn trì sao, Trần Lâm tiếp tục hỏi. Sử dụng qua, có thể làm nội vệ tâm phúc của bệ hạ bản thân đều là đệ tử hoàng thất khẳng định phải ưu tiên sử dụng luyện hồn trì đây cũng là nguyên nhân đông đảo thành viên hoàng thất ở biên giới rất nguyện ý làm nội vệ hành hoa quận chúa biết gì nói nấy sau đó tò mò hỏi thăm trần lâm lan quân ta biết ngươi không có nói dối bất quá yểm giới kia đến tột cùng là địa phương nào địa điểm khác nhau tình huống không giống nhau sao vì cái gì lần trước chúng ta đi vào rừng cây kia không có chút nguy hiểm nào ngày nghênh linh dung linh nàng là bị trần lâm mang vào yểm giới cho nên trần lâm ở yểm giới cũng không có lừa gạt hoàng thái thúc nhưng mà nàng cũng không ngốc biết yểm giới khẳng định không an toàn giống như nàng nhìn thấy nếu không lấy thực lực của hoàng thái thúc không có khả năng chết ở bên trong hơn nữa thân thể còn xuất hiện dị biến yểm giới rất phức tạp cũng rất nguy hiểm nơi chúng ta đi trước đó kỳ thật cũng không an toàn như vậy trần lâm đơn giản nói tình huống yểm giới cho thanh hoa quận chúa cũng để đối phương truyền lại cho hoàng đế dù sao hắn hiện tại còn cần loại thần thông quan âm của tư mã liên thành không nên quá cứng với hoàng thất hơn nữa yểm giới cũng không phải bí mật không thể nói thanh hoa quận chúa nghe xong tấm tắc lấy làm kỳ lạ bất quá nàng đối với loại địa phương quỷ dị này không có hứng thú mà nàng tuổi còn trẻ cũng không có lo lắng thọ nguyên chỉ là làm chuyện xưa nghe mà thôi trầm ngâm một chút trần lâm lại nói cái huyết thủ khăn kia đối ứng yểm giới nguy hiểm như thế hơn nữa còn có thể ảnh hưởng hiện thực ta cảm thấy vẫn là trả lại cho ta tốt chuyện này ngươi cùng bệ hạ đi nói một chút nếu như đối phương thật sự có hứng thú đối với yểm giới ta có thể lại cho hắn một vật làm môi giới tương đối an toàn một chút tuy rằng khăn tay máu nguy hiểm nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ cho dù không đi thăm dò thời khắc mấu chốt cũng có thể sử dụng như một món pháp bảo mọi chuyện rất thuận lợi vị hoàng đế kia vốn kiên kỵ khăn tay máu nghe nói có thể đổi một kiện vật phẩm yểm giới tương đối an toàn lập tức cao hứng vạn phần trần lâm đem lôi kích một đưa cho đối phương vật này tương ứng với bộ lạc lôi thần châu truyền thừa quan trọng nhất trong bộ lạc đã bị hắn lấy đi nơi đó chỉ còn lại một mảnh phế tích không có giá trị để cho đối phương lãnh hội phong thái yểm giới một chút cũng vừa vặn sau đó Trần Lâm cùng Thanh Hoa quận chúa âm thầm thanh lý tứ đại gia tộc muốn phá vỡ hoàng thất. Vì tăng thêm tốc độ, hắn cũng thả cỏ nhỏ ra. Lấy sức chiến đấu của ba người, lại thêm tiêu diệt từng bộ phận, tứ đại gia tộc không hề có lực hoàng thủ, một trận phong ba còn chưa đứng lên đã bị đè xuống. Mật địa hoàng gia Trần Lâm rốt cuộc gặp được vị, người truyền thừa, thần bí tư Mã Liên Thành kia. Là một lão già râu bạc đối phương nắm giữ loại thần thông thời gian cơ bản tương tự với quan âm loa có thể dùng phương thức huyển tượng hiển hóa đến một bộ phận hình ảnh tương lai nhưng đây không phải bói toán tuy kết quả cuối cùng là giống nhau nhưng phương thức áp dụng lại khác nhau bói toán là một loại phỏng đoán đối với tương lai có khả năng chuẩn xác cũng có khả năng không chính xác mà thần thông này là đưa ý thức của bản thân đến trong hình ảnh tương lai nào đó khiến hình ảnh hiện ra Mặc dù hình ảnh này chỉ là một trong rất nhiều hình ảnh trong tương lai, nhưng tất nhiên sẽ xuất hiện. Đương nhiên, đây chỉ là thuyết pháp của đối phương, Trần Lâm đối với cái này sâu sắc hoài nghi. Quá khứ hàng định không thay đổi, nhưng tương lai lại có vô hạn khả năng, bất kỳ một biến động nhỏ nào trước mắt đều sẽ khiến tương lai phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn không cho rằng thần thông gì có thể xác định tương lai. Nhưng hắn không cần phải tranh luận những thứ này với đối phương hắn không phải đến nghiên cứu, chỉ là muốn lợi dụng lực lượng quan âm của đối phương mà thôi. Hơn nữa hình ảnh đối phương hiển hóa ra rất mơ hồ, hơn nữa không liên quan gì đến phong mã ngưu, hiệu quả còn không bằng vấn tinh tông quan tinh đại trận. Trần Lâm không coi trọng thần thông này, nhưng lực lượng quan âm của đối phương lại làm cho hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Dưới sự trợ giúp của khí vận ngư, thật sự luyện chế ra luyện hồn đang tứ giai, ha ha ha, đa tạ vương gia tương trợ, tại hạ cáo từ, nhận được đan dược, tâm tình Trần Lâm rất tốt, trong ánh mắt kinh ngạc của Thanh Hoa quận chúa và Tư Mã Liên Thành, thân hình thông thả không thấy. Người đâu rồi, thân ảnh Trần Lâm vừa mới biến mất, một nam tử trung niên uy nghiêm liền đi đến, một thân long bào, chính là hoàng đế đương triều, ngoài mệnh thành. Trong mật thất của một ngọn núi hoang, thân ảnh Trần Lâm lóe lên, trước tiên nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó nhẹ gật đầu hiệu quả của phù truyền tống này cũng không tệ lắm chủ yếu là giới này không có trận pháp mật địa của hoàng thất chỉ dựa vào thần thông giả bảo vệ có lẽ cũng không ngờ sẽ có người dùng phương thức truyền tống rời đi mặc dù có lòng tin đối với thực lực của mình nhưng hắn vẫn để lại hậu chiêu này trước khi luyện chế đang dược hoàng đế đương triều cũng không biết thanh hoa quận chúa cùng hắn đã đổi chủ thấy hắn luyện chế ra luyện hồn đan tứ giai chưa chắc sẽ không sinh ra ý nghĩ hơn nữa hoàng thất còn có cao thủ ẩn giấu hay không cũng không xác định cho nên lãng phí một truyền tống trận duy nhất để lẫn tránh nguy hiểm vẫn đáng giá. Hắn bố trí loại truyền tống trận này có mấy cái, ngay cả thanh phong trại bên kia cũng có, nhiều năm như vậy, hắn đã góp nhặt được không ít dụng cụ bày trận tương tự. Nhưng loại khí cụ truyền tống cấp bậc này, cũng chỉ ở đây có thể phát huy uy lực, tu sĩ có rất nhiều thủ đoạn cắt đứt truyền tống, không có khả năng cho người thời gian kích phát truyền tống phù, chỉ có loại ngọc phù truyền tống nháy mắt hắn phát cho Trần Linh Nhi mới dùng tốt, nhưng loại bảo vật đó chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu kiểm tra một phen, xác định mật thất không có người tiến vào, Trần Lâm liền bố trí pháp trận ngăn cách, bắt đầu luyện hóa đan dược. Trong mật địa hoàng thất. Hoàng đế Trung niên nghe Tư Mã Liên thành miêu tả xong, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thanh Hoa quận chúa. Hắn đối với song tu bí thuật là thập phần hiểu rõ, một khi linh hồn quấn quanh hoàng thành, bị khống chế một phương mặc dù có ý thức độc lập, nhưng tuyệt đối sẽ không chào hỏi liền một mình rời đi, cho nên hắn cho rằng đây là Thanh Hoa quận chúa ra hiệu. Thanh Hoa, cho dù ngươi thật sự động tâm với Lâm Phi Vũ kia thì cũng phải lấy hoàng thất làm trọng. Dù sao đối phương cũng là người bên ngoài. Không phải tộc ta tất có tâm tư khác nhau, trẫm cũng không phải ham luyện hồn đang gì đó. Nhưng loại đan dược này phải nằm trong tay hoàng thất chúng ta, nếu không một khi bị người bụng dạ khó lường khác lấy được, chỉ sợ sẽ sinh ra tai họa. Hoàng đế trung niên cố nén lửa giận, ôn hòa giảng minh trọng nặng nhẹ với thanh hoa quận chúa. Thanh Hoa quận chúa sắc mặt biến hóa, nhưng không phải vì luyện hồn đan, mà là lo lắng Trần Lâm không từ mà biệt. Điều này khiến nàng rất mất mát. Được rồi, chuyện này ngươi tự quyết định đi. Nhưng phải nhớ kỹ, cho dù ngươi không muốn bức bách đối phương giao ra đan dược, cũng không thể để đan dược chảy ra ngoài, hơn nữa tốt nhất là để ngươi sử dụng. Có phải là đối phương hay không, bí thuật kia mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể quá tin cậy trung niên hoàng đế còn cần thanh hoa quận chúa đến củng cố hoàng vị, không dám nói quá mức, chỉ có thể uyển chuyển khuyên bảo. Sau đó bộ dạng buồn bực rời khỏi mật thất. Quận vương Hoàng đế vừa đi, tư mã liên thành đột nhiên mở miệng, hấp dẫn lực chú ý của thanh hoa quận chúa tới. Sau đó chỉ thấy lão đầu râu bạc này thò tay vào túi không gian bên hông, lấy ra một cái bình nhỏ trắng noãn mượt mà. Ở trong ánh mắt nghi hoặc của thanh hoa quận chúa, đem cái bình đi qua nói, đây là thần thông huyết tinh ta dùng tinh huyết bản thân ngưng kết thành, có lực lượng thời gian nhất định, chỉ cần đặt ở trong loại bình này là có thể bảo tồn thật lâu, ngươi đem nó thay chuyển giao cho vị lâm đại sư kia, cứ nói là ta đưa cho hắn. Thanh hoa quận chúa sửng sốt. Một lúc lâu sau mới phản ứng lại, kinh ngạc nhìn về phía đối phương, khẽ cao mày nói, có phải ngươi nhìn thấy gì trong tương lai không? Hành động này của đối phương rất đột ngột, khiến nàng không thể không sinh ra hoài nghi. Tư mã liên thành lại chỉ mỉm cười, Nói, thần thông này của ta mơ mơ hồ hồ, có thể thấy cái gì chứ, chỉ là muốn kết một thiện duyên mà thôi. Nhưng chuyện này không cần nói với Bệ hạ, ngưng kết huyết tinh này có tổn hại đối với thần thông, lực lượng thần thông của nhiệm kỳ tiếp theo sẽ bị suy yếu không ít. Nói đến đây, thân hình hắn bỗng nhiên lắc lư một cái. Sắc mặt hắn hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Sau đó bình tĩnh nói, thông báo Bệ hạ đi nói ta liên tục sử dụng thần thông quá độ, đã dầu hết đèn tắt, lập tức sắp xếp người kế thừa thần thông tới đây đi, nói xong, liền nhắm hai mắt lại, không nói nữa. Ba tháng sau, trong mật thất, Trần Lâm ngồi ngay ngắn trên một cái bồ đoàn, trên thân tản ra khí tức kỳ dị, lúc mạnh lúc yếu. Cuối cùng, khí tức suy yếu đi, biến mất không thấy gì nữa. Còn không được, Trần Lâm mở mắt, sắc mặt âm trầm một con bốn tay nhiễu hành tổng cộng ra năm viên đang dược thời điểm luyện hóa đến viên thứ hai hạt ánh sáng trong linh hồn cũng đã hoàn thành lần cô động thứ hai hắn vốn tưởng rằng chỉ cần thêm một viên nữa là có thể dễ dàng tiến dai nhưng tình huống thực tế liên tiếp sử dụng hai viên vẫn không cách nào dung hợp tất cả hạt ánh sáng thành một chỉnh thể đem một quả luyện hồn đang cuối cùng lấy ra nhìn nhìn lại thu vào loại tình huống này không phải vấn đề đang dược nhiều hay ít mà là đẳng cấp đang dược không đủ, cường độ dược lực của luyện hồn đan cấp 4 không đủ để hoàn thành dung hợp cuối cùng, muốn tiến giai còn phải dùng luyện hồn đan đẳng cấp cao hơn mới được. Thở dài một tiếng, Trần Lâm đứng lên thu hồi khí cụ trận pháp, sau đó rời khỏi mật thất. Quận Vương Phủ Người muốn năm tay nhiễu hành, thanh hoa quận chúa nghe Trần Lâm hỏi thăm, lập tức lắc đầu nói, không có, theo ta được biết, đẳng cấp cao nhất của cuốn hành thú chính là bốn tay nhiễu hành, chưa từng nghe nói qua cao hơn, Bất quá cũng không nhất định, ta đây liền đi tìm hiểu một chút, mấy tháng không gặp, thân hình nàng gầy đi không ít. Mặc dù biết Trần Lâm sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày rời đi, cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự phân biệt vẫn rất khó chịu. Giờ phút này Trần Lâm trở về, dung mạo nàng lập tức tỏa sáng. Nhìn bộ dạng hấp tấp của đối phương, trong ánh mắt Trần Lâm đã không còn vẻ đạm mạc, nhiều hơn một tia nhu tình. Tuy rằng hắn không phải là người lấy ơn báo oán, nhưng cũng không phải hạ người máu lạnh nữ nhân này cuối cùng vẫn để hắn dở xuống mâu thuẫn, để lại một tia dấu vết trong lòng hắn. Mãi cho đến chạng vạn tối, thanh hoa quận chúa mới trở về. Nhưng lại mang về một tin tức xấu, trong bảo khố hoàng thất cũng không có năm cánh tay nhiễu hành, hơn nữa cũng không có thấy tin tức về thú vật nhiễu hành bốn tay trong bất kỳ điển tịch nào. Điều này khiến cho tâm tình Trần Lâm thập phần hậm hực. Hắn nghĩ tới tiếng giai ngân hồn sẽ rất khó, dù sao mấy trăm năm qua, Toàn bộ hồn quốc cũng chỉ xuất hiện một thái thượng hoàng mà thôi. Nhưng hắn không ngờ lại khó khăn như vậy. Từ khi có được đan phương luyện hồn đan cho tới bây giờ, hắn từ nhất giai một mực ăn đến tứ giai, không biết tiêu hao bao nhiêu đan dược, nhưng vẫn như cũ không thể tiến giai thành công. Mặc dù nói tiến giai càng khó, đại biểu cho uy lực sau khi tiến giai càng mạnh, nhưng hiện tại hắn nóng lòng rời khỏi giới này, không đạt tới ngân hồn thì không cách nào tiến vào trong hắc vụ tìm kiếm tiết điểm. Mà tứ giai luyện hồn đan cũng không được hắn lại không cách nào tiến hành dung linh, đây chẳng phải là nói vĩnh viễn không thể lên cấp, muốn bị vây ở chỗ này sao, không được, không thể từ bỏ, trong đầu Trần Lâm nhanh chóng suy nghĩ biện pháp. Cuối cùng hắn quyết định, đem các loại tài liệu luyện đan, đều tăng gấp đôi hoặc là gấp mấy lần, dùng số lượng để trồng chất dược hiệu, nhìn xem có thể luyện chế ra đan dược hiệu quả càng mạnh hay không. Đây cũng là biện pháp không có cách nào khác. Nhưng những tài liệu khác còn tốt, chỉ là không biết tốc độ phát ra lực lượng quan âm của tư mã liên thành kia có thể đạt tới số lượng cần thiết hay không. Hơn nữa luyện chế như vậy, khí vận của sợi vận mệnh chắc chắn cũng phải tiêu hao thêm, các khí vận chắc chắn là không được, hy vọng của Hoàng Kim có thể, nếu không chỉ còn phải sử dụng con tôm hùng lớn kia. Trần Lâm có chút bất đắc dĩ. Đáng tiếc con Kim Thiềm đang đánh cược vận hồ kia hiện tại nhìn hắn không vừa mắt, nếu không hẳn là nên đi câu một chút bảo rương khí vận, có lẽ có thể cải biến một chút khốn cảnh hiện tại lan quân đang suy tư thanh âm thanh hoa quận chúa đột nhiên vang lên sau đó trần lâm liền nhìn thấy đối phương đưa tới một cái bình nhỏ mượt mà đây là hắn nghi ngờ nhìn về phía đối phương tư mã liên thành chết rồi thanh hoa quận chúa nói ra một tin tức khiến trần lâm sững sờ chết rồi chết như thế nào lần trước nhìn thấy đối phương tuy rằng già nua nhưng không có tử khí quá lớn cảm giác hẳn là sống mấy năm mới đúng thanh hoa quận chúa do dự một chút nói là trong ngắn hạn số lần sử dụng thần thông quá nhiều tiêu hao tinh lực hơn nữa đối phương tự hồ cũng sống đủ nói xong nàng giao bình nhỏ cho trần lâm đây là đối phương trước khi chết bảo ta chuyển cho ngươi nói là hắn dùng tinh huyết bản thân ngưng luyện ra huyết tinh ẩn chứa lực lượng thời gian hơn nữa so với hắn trực tiếp dùng thần thông phóng thích ra lực lượng quan âm càng tinh thuần hơn ồ trần lâm có chút kinh ngạc hắn nghi hoặc mở cái bình ra liền trông thấy nửa bình nhỏ màu máu như hạt đậu nành ở bên trong ngưng thần cảm ứng một chút quả nhiên ẩn chứa lực lượng quan âm nồng đậm trần lâm đậy nắp bình lại nhìn về phía thanh hoa quận chúa cao mày nói đối phương cho ngươi vật này không nói gì cả ngươi cảm thấy đối phương lấy lòng như thế là vì nguyên nhân gì hắn cùng tư mã liên thành này có thể nói là một chút quan hệ cũng không có hơn nữa đối phương chết còn cùng hắn có quan hệ đối phương không có lý do đưa cho hắn một phần đại lễ như vậy hơn nữa đối phương biết rõ hẳn phải chết cũng không có khả năng muốn từ trên người hắn đạt được cái gì sự tình khác thường tất có yêu quái không thể không tìm hiểu rõ ràng thanh hoa quận chúa cũng lộ ra vẻ rất nghi hoặc nhớ lại nói ta cảm thấy đối phương có thể là ở phối hợp ngươi luyện đan trong hình ảnh chưa bao giờ tới nhìn thấy gì nhưng đối phương lại không đưa ra đáp án rõ ràng chỉ nói muốn kết một thiện duyên thiện duyên trần lâm càng thêm mờ mịt người đều chết rồi còn thiện duyên có ích lợi gì chẳng lẽ là muốn hắn cùng thanh hoa quận chúa chiếu cố người nhà đối phương nghĩ tới đây hắn mở miệng hỏi vậy tư mã liên thành có con nối giỏi không thanh hoa quận chúa lắc đầu không có dĩ vã người thừa kế thần thông này đều là thê thiếp thành đàn dòng giỏi vô số nhưng tư mã liên thành này lại một gia quyến cũng không có theo truyền thuyết đối phương tiên thiên có tật không cách nào làm việc luôn thường lời nói này càng làm cho trần lâm không hiểu ra sao không biết trong hồ lô tư mã liên thành này bán thuốc gì Suy nghĩ một hồi, hắn không suy nghĩ thêm nữa. Có lẽ đối phương thật sự nhìn thấy tương lai, biết lần này hắn đột phá sẽ thất bại, cho nên mới lưu lại vật này. Nhưng mặc kệ đối phương có ý gì, giờ này khắc này, nửa bình huyết tinh này chính là đưa than sự ấm trong ngày tuyết rơi. Trần Lâm cũng không lo lắng đối phương sẽ động tay động chân trên huyết tinh, hắn luyện đang dựa vào năng lực thiên phú, chỉ cần thành đan, liền nói lên đan dược không có vấn đề. Cứ như vậy, ý tưởng trước đó của hắn có thể tiến hành thí nghiệm. Trần Lâm lấy trợ giúp Hoàng thất luyện chế một đám luyện hồn đan cấp thấp, cộng thêm cho bản thân Hoàng để luyện chế ba viên luyện hồn đan cấp 4 làm cái giá lớn, đổi lấy một cái bốn tay nhiễu hành. Vốn hắn còn muốn cò kè mặt cả một phen, nhưng Thanh Hoa quận chúa lại nói, trong bảo khố cũng chỉ còn lại có hai cánh tay nhiễu hành, ngoại trừ hai con này, toàn bộ hồn quốc đoán chừng cũng không còn. Trần Lâm nghe vậy cảm thấy áp lực nơi sinh sống của thú lượng quanh là một khu vực đặc thù ở phía bắc hồn quốc cấp thấp rất nhiều nhưng ba cánh tay và bốn cánh tay lại rất ít nhất là bốn cánh tay mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng chưa chắc xuất hiện một người hắn không đợi được cho nên cầm tới bốn tay sau đó liền bắt đầu bế quan toàn lực luyện chế đang dược lần này hắn không có rời đi quận vương phủ đã cùng hoàng đế đạt thành hiệp nghị vậy không cần ẩn nút nữa mà có thanh hoa quận chúa giúp hắn thủ hộ tính an toàn cũng cao hơn rất nhiều đương nhiên vì lý do an toàn hắn vẫn là đem cỏ nhỏ thả ra trong phòng trần lâm đem bốn tay nhiễu hành xử lý một chút lần này không có chia cắt mà là quyết định sử dụng chỉnh thể kỳ thực trên đan phương nguyên bản bác tý nhiễu hành chính là cần sử dụng chỉnh thể chỉ là yêu cầu phân cách trong đan phương của khí vận luyện đan thuật nếu lượng nhiễu hành thú đã tăng lên hiển nhiên số lượng vật liệu quan âm cũng phải tăng theo còn có những vật liệu phụ trợ khác đều phải phân phối theo tỷ lệ mới được sau đó trần lâm liền phát hiện một việc căn cứ hắn tính toán số lượng huyết tinh tư mã liên thành cho ẩn chứa lực lượng thời gian vừa vặn cùng nhu cầu xứng đôi điều này làm cho hắn kinh nghi không thôi hắn tuyệt đối không tin đây là trùng hợp đối phương khẳng định thông qua hình ảnh thần thông nhìn thấy cái gì mà người này hẳn cũng không chỉ là một người tài liệu đơn giản như vậy có lẽ tồn tại bí ẩn gì đó nhưng hắn không nghĩ ra được một người chết có thể trong tương lai cần hắn trợ giúp gì. Chẳng lẽ đối phương cũng không phải chết thật, hoặc là có thể bảo trì linh thức không bị lạc, để linh hồn tiến vào minh giới, về sau còn có thể gặp được hắn, suy nghĩ một hồi không thể lĩnh, Trần Lâm liền thu hồi tạp niệm, bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Tài liệu chỉ đủ một lần, không để cho có chút sơ suất. Vì cam đoan khí vận chi lực đầy đủ, hắn đem tất cả hoàng kim cua đều lấy ra, còn có con tôm hùng lớn kia, tùy thời chuẩn bị bổ sung sau khi mọi chuyện đã chuẩn bị xong hắn hiển hóa ra sợi tơ vận mệnh năng lực này đã vận dụng vô số lần vô cùng thuần thục ý niệm vừa động một tia sáng liền bắt đầu sáng lên nhưng ở giữa lại đứt ra một đoạn lớn mặc dù như thế trần lâm lại lộ ra sắc mặt vui mừng chỉ là tách ra mà không phải không có nửa đoạn sau điều này nói rõ loại phương pháp này trên lý luận có thể thực hiện nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân hắn không cách nào luyện chế thành công mà thôi hắn cầm lấy một con cua hoàng kim, trực tiếp nút sống vào, như vậy mới có thể cam đoan khí vận chi lực sẽ không hao tổn. Vừa ăn, vừa thử ngưng tụ xúc tu khí vận, kích thích đường công. Trọng vẹn dùng bốn con cua hoàng kim mới đạt yêu cầu, cố hết sức nối lại chỗ đứt đoạn. Lập tức, hình ảnh trong đầu phai nhạt, tiêu tán. Mặc dù cả người đều sắp hư thoát, nhưng Trần Lâm cũng không dám buông lỏng, tập trung tinh thần điều khiển lò luyện đan, không dám phân tâm chút nào cho dù đường công vận mệnh bị uống nắng, cũng phải tiếp tục dựa theo phương pháp trong dự đoán luyện chế, không có khả năng vô căn cứ thành công. Nhưng đã có cơ sở, tinh thần không còn căng thẳng như vậy nữa. Từng bước đưa tài liệu vào, khống chế hỏa diễm, rất nhanh, đang lô nhẹ nhàng rung lên, một viên đang dược mượt mà liền ngưng tụ thành hình, trần lâm đại hỉ, khẽ vương tay, đem đang dược lấy ra. Cẩn thận quan sát một phen, hắn không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu xem ra sử dụng thuần thục thú lượng vòng luyện đang mới là chính xác. Trước kia, phân tách thú lượng vòng ra, bất kể là cấp bậc nào, đang dược luyện chế ra đều mất mô, có vẻ trên lệch cực lớn. Mặc dù lợi dụng năng lực thiên phú thành đan rất là đáng tin, nhưng dù sao sử dụng huyết tinh làm tài liệu, Trần Lâm vẫn cẩn thận tìm một tử tù, cạo xuống một chút bột phấn để đối phương giúp hắn thử thuốc. Quan sát mấy ngày, xác định không sai, mới bắt đầu nuốt luyện hóa. Quả nhiên, như hắn phỏng đoán lúc trước, số lượng tài liệu gia tăng, dược hiệu cũng theo đó mạnh lên, hoặc là nói, đây mới là dược lực tứ gia luyện hồn đang bình thường, trước đó đều là bản thiếu. Đem dược lực dẫn vào trong linh hồn, cường đại, chen đẩy, lập tức để cho quan hạt màu bạc phát sinh rung động lắc lư vạn vẹo, nhưng mà bởi vì nguyên bản cũng đã cô động đến cực hạn, không cách nào lại tiếp tục áp súc, quan hạt liền bắt đầu thẩm thấu, dung hợp lẫn nhau. Một màn này làm cho Trần Lâm vui mừng quá đổi. Lập tức tăng lớn dược lực cung cấp, khiến cho hạt ánh sáng nhanh chóng dung hợp. Thời gian từng chút trôi qua. Ngay khi tất cả dược lực đều sắp hao hết, khiến cho tâm trần lâm một lần nữa nhấc lên, cũng cảm giác linh hồn một trận, rung động. Sau đó cả người liền, bừng trướng, lên, một loại cảm giác ao quá nhỏ, khó có thể cho con cái lớn như hắn tự nhiên sinh ra. Lại có một loại cảm giác chúng sinh đều là dung dế, ta đã vượt ra ngoài trần thế. Trần Lâm tiện tay điểm vào hư không một cái, một đạo quang mang màu bạc bắn ra, những nơi đi qua hư không chấn động, vạn vẹo bất định. Đồng thời, thần thức, tinh thần lực, cảm giác, phàm là năng lực có liên quan tới thần hồn đều có tăng lên cực lớn. Mặc dù không có tấn cấp hóa thần, không hiểu rõ tình huống hóa thần kỳ, nhưng hắn cảm thấy chỉ nói riêng về cường độ linh hồn, đẳng cấp ngân hồn này sợ rằng còn phải hơn một chút. Bỗng nhiên, Trần Lâm đang thí nghiệm sinh ra một loại cảm ứng, trong cõi u minh tự hồ có, ánh mắt, hướng hắn bên này quét tới, cái này khiến hắn bỗng nhiên bừng tỉnh cảm giác xa lạ trong nháy mắt biến mất nhanh chóng thu liễm thần hồn đem chính mình cẩn thận ẩn giấu lên nơi này có thần linh tồn tại cho dù hắn cá vượt vũ môn vẫn còn dưới sự khống chế của đối phương vẫn nên điệu thấp một chút thì tốt hơn sau khi thu lại thần hồn cảm giác bị nhìn chăm chú kia cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa sắc mặt trần lâm biến hóa một hồi cảm thấy nơi đây không thể tiếp tục dừng lại nhất định phải mau rời đi tuy hắn cho rằng tà niệm thần linh kia hẳn là bị hạn chế nào đó, chỉ có ở ngày ngân linh mới có thể vận dụng lực lượng, nhưng lại không dám cam đoan, càng không thể cầm tính mạng của mình đi cược. Thanh phong trại Đã làm ra quyết định mau chóng rời đi, Trần Lâm liền không chờ đợi nữa, mà thực lực bạo tăng, cũng không cần lo lắng gì khác, liền trực tiếp đi tới nơi này. Không biết cao nhân giá lâm, chiêu đãi không chu đáo, còn xin cao nhân thứ tội, một hán tử cao lớn như cột điện, nhìn thoáng qua đám thủ hạ bị tàn sát không còn một ai, cả người run rẩy hướng Trần Lâm nhận lỗi. Tuy hắn cũng không biết vì sao đối phương muốn giết người của hắn, nhưng lại biết đối không cách nào địch nổi, muốn sống, cũng chỉ có thể nén giận. Trần Lâm cũng lười dông dài với đối phương, vương tay vạch một cái trong hư không, huyển tượng huyền vũ thuẫn liền trống rỗng hiện ra. Hắn nhìn đối phương lạnh lùng nói, giao vật này ra, ta tha cho ngươi khỏi chết, Hắc Phách Thiên đối với thủ đoạn thần kỳ của Trần Lâm rung động không thôi, nhưng khi hắn thấy rõ vật phẩm trong ảo giác, trên mặt lại lộ ra vẻ cổ quái. Thế nào, còn muốn rượu mời không muốn uống rượu phạt sao? Trần Lâm giọng nói trở nên lạnh lẽo. Hắn đã hiểu rõ tin tức chính xác, huyền vũ thuẫn cuối cùng chính là xuất hiện ở trong tay đối phương. Hắn không có hứng thú với tính mạng của đối phương, chỉ cần huyền vũ thuẫn, nhưng nếu như đối phương không thức thời, vậy chỉ có thể sư hồn. Đạo hữu không cần ép hắn, linh bảo của ngươi ở trong tay ta, bỗng nhiên, một thanh âm khàn khàn vang lên, sau đó một thân ảnh gầy gò từ phía sau bay tới. Trần Lâm sững sờ, lập tức phi thân lui lại, kinh ngạc nhìn nữ tử áo đen trước mắt. Đối phương lại là một tu sĩ, bất quá cẩn thận cảm ứng một phen, tu vi đối phương cùng hắn cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ, trong lòng mới hơi buông lỏng. Ngươi là ai, trần lâm không có bởi vì đối phương là tu sĩ mà thân cận ngược lại càng thêm cảnh giác đầu của nữ tử đều bị khăn che mặt bao phủ không cách nào thấy rõ biểu lộ bất quá giọng nói ngược lại rất bình tĩnh giọng nói khàn khàn của nàng vang lên nói nơi này không phải chỗ nói chuyện đạo hữu có thể theo ta tiến vào trong phòng một lát không không cần trần lâm quả quyết cự tuyệt sau đó nói ngươi là ai với ta cũng không quan trọng chỉ cần ngươi trả lại linh bảo nguyên vật của ta và ngươi sẽ không có chút liên quan nào. Đối phương có phải tu sĩ hay không, vào đây được hay không, mặc dù hắn có chút tò mò, nhưng lại không muốn tiếp xúc nhiều. Cảm giác nhìn chăm chú trong tối tăm khi tiếng giai ngân hồn khiến hắn khó tập trung, biết rằng thần linh nơi đây chỉ sợ đã phát hiện ra hắn. Sở dĩ hắn không trực tiếp rời khỏi mà tới đây, chính là lo lắng không thể chống cự sương mù đen trong mật địa của hoàng gia xâm nhập, có huyền vũ thuẫn phòng ngự còn có thể tăng lên một ít. Nữ tự áo đen trầm mặt một chút, lại nói, nếu đạo hữu lo lắng trong trại không an toàn, vậy chúng ta liền đi ra bên ngoài tìm một chỗ nói chuyện một chút. Yên tâm, sẽ không trì hoãn ngươi quá nhiều thời gian, sau khi nói xong Linh Bảo liền chấp tay hoàn trả. Có thể. Trần Lâm thấy đối phương nói như thế, cũng không cự tuyệt nữa, trực tiếp phi thân rời đi. Nữ tự áo đen nhìn thoáng qua hát phách thiên, không có chút tình cảm nào nói, thu dọn nơi này sạch sẽ, không có ta phân phó bất luận kẻ nào cũng không được rời khỏi trại, vâng, hắc bá thiên cung kính đáp ứng nữ tử nhìn thoáng qua phương hướng trần lâm thân hình thoát một cái biến mất tại chỗ có gì muốn bàn ngay ở chỗ này đi tại một đỉnh núi sinh trưởng rậm rạp cây cối trần lâm rơi vào phía trên lạnh nhạt mở miệng với nữ tử tùy theo mà đến không biết đạo hữu đã tìm được phương pháp rời khỏi nơi này chưa nữ tử cũng không che lấp nói thẳng ra mục đích của mình trần lâm do dự một chút bỗng nhiên vương tay ra nói trước tiên đưa linh bảo cho ta ta sẽ nói cho ngươi biết không gian tiết điểm mật địa hoàng gia không phải bí mật chỉ cần có thể tiếp xúc đến nhân viên trung tâm của hồn quốc và mấy đại gia tộc đều có thể tìm hiểu được cho nên không có gì có thể giấu giếm hơn nữa sau khi hắn đi cũng không thể tiến vào nữa giữ lại bí mật này hắn cũng vô dụng nữ tử nghe trần lâm nói như vậy ánh mắt lập tức sáng ngời đưa tay từ trong túi trữ vật lấy ra huyền vũ thuẫn ném tới trước mặt trần lâm trần lâm đưa tay tiếp lấy lập tức cảm nhận được khí linh vui sướng, một cổ huyết mạch tương liên xuất hiện trong lòng. Đây chính là chỗ tốt của huyết luyện, bất kể bảo vật rời đi bao lâu, chỉ cần cầm vào tay vẫn thân mật như cũ. Hắn lại kiểm tra một chút, phát hiện bản thể tấm trắng cũng không có tổn thương quá lớn, liền thu vào. Hoàng thất hồn quốc có một chỗ mật địa, theo truyền thuyết, ở chỗ sâu nhất trong mật địa có không gian tiết điểm liên tiếp với ngoại giới nhưng nơi đó quanh năm bị một loại sương mù màu đen cực kỳ nguy hiểm bao phủ tu vi nguyên anh khẳng định không cách nào đi vào trong đó hơn nữa tin tức này cũng chỉ là từ trong điển tịch nhìn thấy ta cũng không có tự mình nghiệm chứng qua nếu đối phương không có dở thủ đoạn trần lâm cũng liền nói rõ sự tình không gian tiết điểm cũng nhắc nhở đối phương một chút được rồi vấn đề ta đã trả lời xong ta và ngươi không còn liên quan hy vọng một ngày kia có thể gặp nhau ở ngoại giới đối phương hỏi vấn đề như vậy Tự nhiên là không có phương pháp khác rời khỏi giới này, Trần Lâm liền không có tâm tư cùng đối phương tiếp tục giao thiệp, trực tiếp phi thân mà đi. Thủ quốc. Trần Lâm nhìn vòng tròn màu tím trong tay, trong mắt hiện ra vẻ kích động. Hắn không nghĩ tới đàm thập nhất lợi hại như thế, không đến nửa năm thời gian, liền chữa trị tốt kiện linh bảo tàn phá này. Đương nhiên, chữa trị chỉ là chủ thể, muốn trở thành linh bảo chân chính, còn cần sử dụng vạn hồn sinh linh thuật tiến hành sinh linh nhưng điều này đã khiến hắn mừng rỡ không thôi dựa theo cách nói của đối phương món bảo vật này vô luận là đặc tính tài liệu hay là đặc tính trận pháp cấm chế bên trong đều thuộc về loại vây địch chỉ cần có thể kích phát nhất định uy lực vô cùng không sai đàm đại sư quả nhiên không để cho ta thất vọng nơi này là một ít truyền thừa phương diện luyện khí liền tặng cho ngươi trần lâm giao mấy quyển điển tịch luyện khí cho đối phương sau đó thanh trừ hồn ấn trong cơ thể đối phương rồi nhẹ nhàng rời đi hồn quốc mật địa hoàng gia. Trần Lâm thu hồi lò luyện đan, đem mấy bình luyện hồn đan cấp 1, còn có 3 viên luyện hồn đan cấp 4 giao cho tâm phúc của hoàng đế, sau đó đi tới trước mặt Thanh Hoa quận chúa. Lan quân, chàng thật sự phải đi sao, Thanh Hoa quận chúa đã biết phân biệt không thể tránh né, nhưng vẫn nhịn không được khuyên bảo, mặt mũi tràn đầy khó bỏ khó rời. Trần Lâm hít vào một hơi, áp chế không đành lòng, đem một cái bình thuốc đặt ở trong tay đối phương. Ngươi mau chóng luyện hóa mấy viên luyện hồn đan này đi, có lẽ có thể giúp linh hồn của ngươi hoàn thành lần cô động thứ hai. Như vậy, nếu tiến hành dung linh thêm một lần nữa, thì có thể tiến giai ngân hồn. Ngoại trừ cho hoàng đế ba viên, trên người hắn còn lại ba viên luyện hồn đan cấp 4, đều cho đối phương. Người hồn quốc khác với hắn, hắn cần mượn luyện hồn đan, tinh phẩm, cấp 4 mới có thể tiến giai, nhưng đối phương không cần, bởi vì còn có thủ đoạn dung linh. Hơn nữa hắn cảm thấy, đối phương cũng chỉ có thể thông qua dung linh mới có thể tiến cấp, dù sao đối phương là có không trọn vẹn, kết cấu thân thể không giống với người bình thường, cần dùng năng lượng thần thông giả chủng tộc khác bù đắp không trọn vẹn mới được. Thanh hoa quận chúa nắm chặt bình thuốc trong tay, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Dường như bên trong không phải đang dược, mà là tâm trần lâm. Lan quân, ngày ngân linh cũng không còn bao lâu nữa, ngươi có thể chờ một chút không, nếu ta có thể tiến giai ngân hồn, có thể cùng ngươi rời đi mặc dù đối với quốc gia và hoàng thất có tinh thần trách nhiệm rất sâu nhưng nếu có thể cùng Trần Lâm song túc song phi nàng vẫn sẽ lựa chọn rời đi Trần Lâm lại lắc đầu truyền âm nói phương thế giới này có kỳ quặc ta đã bị cái gọi là thần linh kia chú ý tuyệt đối không thể đợi đến ngày ngân linh nếu không chỉ sợ sẽ xuất hiện bất trắc ngươi cũng phải chú ý một khi tiếng gia ngân hồn phải thu liễm hồn lực không nên bị thần linh phát hiện có thể rời đi thì mau chóng rời đi A à, Thanh Hoa quận chúa nghe được bí mật này, lập tức hoa dung thất sắc. Vội vàng nhỏ giọng nói, Lan quân ngươi đi nhanh lên một chút đi, ta không có chuyện gì đâu. Trần Lâm thấy thế trong lòng một dòng nước ấm dâng lên, nhẹ nhàng ôm đối phương một cái, nhỏ giọng nói, tên thật của ta là Trần Lâm, nếu một ngày kia ngươi rời khỏi giới này, có lẽ chúng ta còn có ngày gặp lại. Ngừng một chút, hắn vuốt ve mái tóc đối phương, chân thành nói, tuy ta và ngươi ở cùng một chỗ với bí thuật kia, nhưng ta đã chấp nhận ngươi, cho dù bây giờ không còn bí thuật, ngươi vẫn là nữ nhân của ta." Nói xong, quyết định đi sâu vào trong mật địa. Thanh Hoa quận chúa kinh ngạc nhìn, không có theo sau. Chỉ là dùng thanh âm người bên ngoài không cách nào nghe thấy nói, ta cũng vậy. Trần Lâm đi tới chỗ sương mù đen. Một đường không bị ngăn cản, cũng không ai có thể ngăn cản hắn. Khí tức của sương mù đen quá có tính tổn thương, cho nên nơi này cũng không có thị vệ chỉ là đội ngũ tuần tra thường cách một đoạn thời gian lại đây nhìn một chút. Hắn nhìn thoáng qua, không dừng lại, kích phát huyền vũ thuẫn đi vào trong sương mù đen. Vùng biên giới hắc vũ không tính quá dày đặc, không cần ngân hồn chi lực, huyền vũ thuẫn liền có thể ngăn cản, bất quá tiêu hao pháp lực rất lớn. Sau khi hắn thí nghiệm xong, liền triệt tiêu huyền vũ thuẫn, mặc cho sương đen bao phủ thân thể. Một tia năng lượng kỳ dị xâm nhập thân thể, nhưng không phải tác dụng tại thân thể, mà là linh hồn. Loại năng lượng này mang theo ý tịch diệt rất mạnh, cho dù hắn đã tiến giai ngân hồn, cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng cũng chỉ là khó chịu, còn chưa đạt tới mức bị thương tổn. Trần Lâm ngưng thần cảm ứng một hồi, xác định loại năng lượng này cùng diệt hồn chỉ giống nhau, càng hoài nghi bí thuật diệt hồn chỉ có liên quan đến thu đạo huyền. Ngay lúc hắn thu hồi cảm ứng, dự định tiếp tục tiến lên, một thân ảnh từ trong hắc vụ đi tới điều này làm cho hắn giật mình không nhỏ vội vàng làm ra hành động phòng bị ồ là ngươi chờ đến lúc thấy rõ bộ dáng bóng đen trần lâm kinh dị lên tiếng lại là nữ tự áo đen của thanh phong trại không ngờ đối phương cũng tới dò xét vào lúc này không biết là trùng hợp hay cố ý chờ hắn nhưng nhìn bộ dáng chật vật của đối phương tự hồ ra xét không quá thuận lợi cô gái cười cười nói đạo hữu tới rất nhanh ta còn tưởng rằng phải đợi thêm mấy ngày nữa chứ ánh mắt trần lâm lóe lên quả nhiên đối phương đang chờ hắn ở đây đạo hữu tìm ta có chuyện gì không giao dịch giữa ta và ngươi đã kết thúc trần lâm giọng điệu lãnh đạm thật ra ở chỗ này gặp được một tu sĩ hắn vẫn là rất muốn cùng đối phương trao đổi một phen có thể tìm hiểu một chút tin tức ngoại giới nhưng đối phương coi huyền vũ thuẫn như không thân phận chân thật chỉ sợ không đơn giản thậm chí có thể là tu sĩ cấp cao giả heo ăn thịt hổ cho nên không muốn phức tạp hơn nữa hắn đã khiến cho thần linh chú ý hai người ngoại lai tụ tập cùng một chỗ mục tiêu lớn gấp đôi tỷ lệ được thần linh nhìn chăm chú tăng nhiều không thể không tránh né một chút ha ha đạo hữu không cần khẩn trương ta không có ác ý với đạo hữu chỉ là tới dò đường trước mà thôi bất quá sương mù đen này đối với thần hồn xâm hại thập phần nghiêm trọng hơn nữa càng đi vào chỗ sâu càng đậm đạo hữu có thủ đoạn gì có thể ngăn cản sao nữ tử nhìn thoáng qua bên ngoài sương mù đen thấy không có thị vệ ở đây cười mở miệng. Ngữ khí rất nhẹ nhàng, tự hồ không có chút phòng bị nào đối với Trần Lâm. Mà ánh mắt Trần Lâm thì rơi vào một sợi dây lưng bên hông nữ tự áo đen. Đai lưng này có tạo hình cổ quái, tản ra quy tắc chi ý nhàn nhạt, nếu như không nhìn lầm, hẳn là một kiện linh bảo phòng ngự. Hơn nữa còn cao cấp hơn huyền vũ thuẫn của hắn một chút. Trần Lâm giật mình. Chẳng trách đối phương dễ dàng trả lại huyền vũ thuẫn cho hắn, hóa ra là còn có thứ tốt hơn nhưng điều này càng làm cho hắn sinh lòng cảnh giác, phòng ngừa đối phương ra tay với hắn, giết người đoạt bảo. Dù sao liên quan đến đại sự rời khỏi thế giới này, nếu đối phương hoài nghi trên người hắn có bảo vật có thể rời khỏi, cái gì cũng có thể phát sinh. Không có. Trần Lâm lắc đầu, sau đó giải thích, ta cũng là lần đầu tiên tiến vào nơi này, cũng không hiểu rõ tình huống bên trong sương mù đen. Nữ tử lẳng lặng nhìn Trần Lâm, tự hồ muốn nhìn ra Trần Lâm có nói láo hay không sau đó hắn do dự một chút, nói, ta tên một phong lam, đến từ thiên huyền vực, nếu đạo hữu có thể đưa ta ra khỏi đây, đợi khi ta trở về gia tộc có thể để phụ thân ta cho ngươi một món linh bảo cấp bậc hóa linh. Linh bảo hóa linh cấp, Trần Lâm hơi sững sờ. Linh bảo tăng lên mỗi một cấp bậc, quy lực đều là biến hóa long trời lở đất. Nếu hắn có thể có một món linh bảo cấp hóa linh, lại thêm nguyên thần thứ hai và ngân hồn, Đối mặt tu sĩ hóa thần cũng có sức đánh một trận, nhưng ngay lập tức hắn liền tỉnh táo lại. Vô luận lời của đối phương là thật hay giả, hắn cũng không có năng lực mang đối phương ra ngoài. Ngân hồn chỉ có thể đề cao sức chống cự của hắn đối với hắc vụ, lại không thể trợ giúp người khác, nếu không liền mang Thanh Hoa quận chúa đi. Hơn nữa hắn đã thử qua, ngay cả túi không gian cũng không ngăn cách được khí tức của sương đen, cho nên trước khi tiến vào mật địa, hắn đã đưa cỏ nhỏ đến rừng cây nhỏ của yểm giới thật xin lỗi ta thật sự không giúp được ngươi trần lâm bất đắc dĩ lắc đầu vì không để đối phương đi vào con đường cực đoan hắn ta lại giải thích một chút nói ta có thể chống lại sương mù đen này có liên quan tới thần thông tu luyện chỉ có tác dụng với chính ta không thể bảo vệ ngươi một phong lam dường như cũng không ngoài ý muốn như vậy xem ra đạo hữu hẳn là ở trong hoàng thất hồn quốc chiếm được chỗ tốt linh hồn tiếng giai hơn nữa ta còn tìm hiểu được nơi đây nổi lên một loại đang dược gọi là luyện hồn đan chắc hẳn cũng là thủ bút của đạo hữu trần lâm cũng không có gì bất ngờ lấy thủ đoạn đối phương có thể nhẹ nhõm ra vào mật địa hoàng gia này tìm hiểu tin tức liên quan tới hắn cũng không khó vì vậy sản khoái thừa nhận đích thật là ta luyện chế bất quá bởi vì nguyên vật liệu đẳng cấp quá thấp kỹ thuật luyện đan của ta cũng có hạn, luyện chế ra đan dược cũng không thể đạt tới trình độ để linh hồn tiến giai. hơn nữa đan dược còn thừa đều đã cho hoàng đế hồn quốc, ta chỗ này một viên cũng không có. Hắn giang tay ra, dẫn họa thủy đến trên người hoàng đế, miễn cho đối phương chờ hắn rời đi lại có chủ ý với luyện hồn đan, tìm thanh hoa quận chúa. Nhưng thực lực của đối phương nếu chỉ biểu hiện ra ngoài như vậy, sợ rằng còn không cách nào đối kháng với lực lượng của hoàng thất hồn quốc một phong lam trầm mặt một chút. Tiếp theo, giọng điệu mang theo vẻ thất vọng nói, nếu đã như vậy, xem ra ta không thể nào đi cùng đạo hữu được. Chỗ ta có một tính vật, đạo hữu có thể hỗ trợ mang về gia tộc của ta được không, để người của gia tộc ta đến đây cứu ta, nói xong, lấy ra một ngọc bội trắng tinh không tì vết. Lại nói, ta có thể viết một phong thư, chỉ cần đạo hữu đem ngọc bội đưa đến gia tộc của ta, liền có thể đạt được một kiện linh bảo bình thường, hoặc là bảo vật ngang cấp, yêu cầu này không quá phận. Trần Lâm mặc dù ngại phiền toái, nhưng trầm ngâm một phen vẫn lựa chọn đáp ứng. "Được rồi, nhưng ta phải tuyên bố trước, chỉ có thời điểm ta đi tới giới diện gia tộc của ngươi mới có thể giúp ngươi đưa tin, thời gian này không xác định, cũng không thể cam đoan nhất định có thể đưa đến." Tiếp theo lại mở miệng nói, "Hơn nữa ngân phiếu không không thể được, để trao đổi, ngươi liền cùng ta nói một chút tình huống ngoại giới đi, ta đến từ một cái giới diện phong bế đối với tình huống tu luyện giới hiểu rõ không nhiều lắm. Một phong lam ngơ ngác một chút. Căn cứ những ngày qua nàng hiểu rõ, vị trước mắt này cũng không phải người bình thường, không nghĩ tới vậy mà đến từ giới diện cấp thấp. Nhưng nàng có việc cầu người, vì không muốn làm cho đối phương không vui, không có hỏi nhiều, mà gật đầu đáp ứng. Tiếp theo, hai người liền ở biên giới sương mù đen nói chuyện với nhau. Ước chừng một nén nhang sau, Trần Lâm đứng dậy đi vào chỗ sâu trong hắc vụ mà một phong lam thì lẳng lặng chờ đợi tại chỗ, trọn vẹn qua hơn một canh giờ, nàng mới rời khỏi phạm vi sương mù đen, thân hình chậm rãi nhạt dần, biến mất. Trần Lâm nằm trong đống loạn thạch, cùng một con quạ đen lớn như chó củi mắt to trừng mắt nhỏ. Con quạ đen này đã dằn co với hắn gần nửa canh giờ, cũng không rời đi, cũng không tới gần. Giống như đang chờ hắn tắt thở, tới ăn như gió cuốn một trận. Hơn nữa con chim này chỉ trông giống quạ đen, có phải quạ đen hay không còn chưa xác định bởi vì nó chỉ có một chân nếu như không phải nơi này không có loại năng lượng sử dụng thần thông kia hắn cũng hoài nghi mình có phải đã rơi xuống thối quốc hay không không tệ hắn chính là rơi xuống lúc xuyên qua tiết điểm không gian không biết là do bản thân tiết điểm hay là do thần linh kia động tay chân dẫn đến một loại năng lượng cổ quái xâm nhập thân thể hắn ngay cả ngân hồn cũng không thể ngăn cản năng lượng cổ quái vừa vào cơ thể liền để cho tất cả năng lượng trong cơ thể hắn đều không thể vận dụng từ trên bầu trời vạn mét rơi thẳng xuống trực tiếp đập vào trên một khối cự thạch ngay cả huyền vũ thuẫn cũng mất đi linh tính rơi xuống bên cạnh hắn may mắn lần này hắn mặc một kiện nguyễn giáp ngụy linh bảo hơn nửa thân thể đủ cứng rắn mới không có bị trực tiếp ngã chết nhưng cũng bị trọng thương không cách nào nhúc nhích trần lâm chăm chú nhìn chằm chằm độc cước ô nha một chút cũng không dám phân thần tên này vừa nhìn đã biết không phải là chim tốt lành gì không thể nói lúc nào sẽ xông lên nhưng năng lượng cổ quái trong linh hồn hắn đang bị ngân hồn chi lực xua tan từng chút một chỉ cần kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa là có thể dễ dàng diệt sát vật này qua wow, lo lắng cái gì tới cái đó ngay khi trần lâm đang cầu nguyện con quạ đen một chân này lại cùng hắn trừng mắt một hồi đối phương lại đột nhiên hú lên quái dị hai cánh vỗ mạnh nhào tới cái miệng sắc nhọn như một thanh kiếm lóe lên quang mang rét lạnh, trực tiếp mổ về phía mắt hắn. Đối phương lại còn có thể tìm nhược điểm, cho dù hắn luyện thể có thành tựu, cũng không thể luyện mắt thành quả cầu thép. Dưới tình thế cấp bách, Trần Lâm bỗng nhiên há miệng. Một đạo kiếm khí từ trong miệng bắn ra, lấy thế xét đánh, đánh vào trên người quả đen gần trong gan tất. Đạo vô danh kiếm khí vô số năm chưa từng dùng này, lần nữa phát huy công dụng. Nhưng khiến cho sắc mặt Trần Lâm khó coi chính là, một kích quy lực kiếm khí đạt tới tu sĩ trúc cơ lại không thể chém giết quả đen, chẳng qua phần bụng đối phương bị rạch ra một vết thương, chảy ra một ít máu. Quả đen trở lại vị trí cũ, lần nữa ngồi sổn trên tảng đá không nhúc nhích, nhưng hai con mắt lại lóe lên quang mang hung ác. Trần Lâm thật sự có chút luống cuốn. Lá bài tẩy duy nhất của hắn đã dùng hết, chỉ cần con quả đen này lại tới một lần nữa, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trời cao rốt cuộc chiếu cố hắn một lần, mãi cho đến khi năng lượng cổ quái trong linh hồn yếu đi, thời điểm thần thức bắt đầu khôi phục, quả đen cũng không công kích lần nữa. Điều này khiến hắn thầm cảm thấy may mắn, may mà trước khi rời đi không dùng cường vận thuật để chém sợi dây nhân quả, nếu không thì không có may mắn như vậy. Nhưng lúc đó hắn lo lắng là thu đạo huyền chuẩn bị ở sau, không ngờ lại là tình huống như vậy. Thần thức hơi khôi phục, hắn lập tức lấy từng câu trong túi trữ vật ra, chiếu hình tiến vào yểm giới. Nhanh chóng ra vào, nhưng lúc trở về, bên người cũng đã nhiều hơn một bóng người gầy yếu. Ở bên trong yểm giới, hắn có thể đem cỏ nhỏ ở thế giới hiện thực hiện hóa ra, nhưng ở thế giới hiện thực lại không thể triệu hoán cỏ nhỏ của yểm giới đến bên người, cần phải tự mình đi vào mang ra mới được. Đây là đặc tính của yểm giới, không thể thay đổi. Tiểu thảo, con chim kia bầm thay vạn đoạn cho ta, Trần Lâm nghiến răng nghiến lợi, hắn đường đường là tu sĩ Nguyên Anh, cường giả ngân hồn, vậy mà để một con chim áp chế thời gian dài như vậy, cơn tức này không ra được ý niệm trong đầu cũng không thông suốt. Tiểu Thảo không nói hai lời, kiếm quang đầy trời lập tức sáng lên, quả đen kia còn không có cả cơ hội phản ứng, đã biến thành một đống thịt nát. Chủ nhân, người không có chuyện gì chứ, giết chim xong, Tiểu Thảo vội vàng đi tới trước người Trần Lâm, cẩn thận kiểm tra. Không có chuyện gì đâu, chỉ là bị thương mà thôi, thu thập chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm một nơi an toàn từ từ khôi phục. Có tiểu thảo ở đây, trong lòng Trần Lâm thả lỏng không ít. Tiểu thảo nghe xong trước tiên đem huyền vũ thuẫn nhặt lên, lại đi tới chỗ con quạ đen một chân vừa mới chết kia, đem cái chân còn lại nhặt lên. Dưới kiếm quan của nàng, một chân này vậy mà không bị chém đứt, có thể thấy được độ cứng rắn của nó là tài liệu luyện khí thượng giai. Lại kiểm tra thân thể Trần Lâm một chút, thấy không có nguy hiểm đến tính mạng, nàng thả ra kiếm quan, mang theo trần lâm khống chế kiếm quan bay về nơi xa bởi vì lo lắng gặp phải yêu thú cường đại khác hai người không dám bay quá xa liền rơi vào trên một chỗ núi đá trụi lũi tùy tiện tìm một cái thạch động tiểu thảo phụ trách thủ vệ trần lâm thì bắt đầu nuốt đan dược chữa thương năng lượng của quái trong linh hồn đã bị lực lượng ngân hồn thanh trừ gần hết nhưng trong thân thể vẫn còn vô luận là pháp lực hay lực lượng luyện thể đều không thể vận dụng ngay cả nguyên anh cũng giống như bị định trụ không thể động đậy bởi vậy có thể thấy được đẳng cấp ngân hồn quả nhiên đủ cao hắn hiện tại thậm chí có thể làm được linh hồn ly thể mà không tiêu tan cùng nguyên thần hóa thần kỳ ly thể có hiệu quả kỳ diệu như nhau duy chỉ có khiếm khuyết chính là bí thuật thần hồn nắm giữ quá ít không cách nào đem uy lực ngân hồn phát huy ra triệt để rất nhanh trần lâm lại lần nữa phát hiện ngân hồn cường đại bởi vì cho dù hắn sử dụng biện pháp gì đều không thể thanh trừ năng lượng cổ quái trong cơ thể điều này nói rõ năng lượng cổ quái đẳng cấp rất cao chỉ có ngân hồn lực đẳng cấp tương tự mới có thể có tác dụng đối với nó trần lâm thử dẫn dắt ngân hồn chi lực tác dụng đến nhục thân nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ điều này làm cho hắn bất đắc dĩ thở dài không có bí thuật tương quan chỉ có thể dựa vào liên hệ tự nhiên giữa linh hồn và thân thể tiến hành dẫn đạo chỉ có thể duy trì thân thể không bị năng lượng cổ quái tiếp tục xâm nhập nhưng lại không thể thanh trừ. Mà diệt hồn chỉ chỉ có thể nhằm vào linh thể loại linh hồn, không có hiệu quả đối với thân thể. Thí nghiệm một hồi, Trần Lâm lắc đầu từ bỏ, lại cầm Huyền Vũ thuẫn lên. Thông qua huyết luyện cảm ứng, có thể dò xét được khí linh cũng bị năng lượng cổ quái xâm nhập mất đi linh tính, không cách nào bị kích phát. Nhưng cái này cũng không sao, khí linh thuộc về linh thể, trực tiếp vận dụng diệt hồn chỉ là được. Đương nhiên, như vậy cũng sẽ tổn thương đến khí linh nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, còn không đến mức để khí linh hoàn toàn mai một. Tiếp theo, hắn bắt đầu chậm rãi thanh trừ năng lượng cổ quái quấn lấy khí linh. Bất tri bất giác, màn đêm buông xuống. Trong thạch thất lâm thời mở ra, Trần Lâm bỗng nhiên cảm giác một cổ khí tức cực kỳ tà dị bao phủ lấy hắn, còn không đợi hắn có phản ứng gì, thân thể từ phần eo đi xuống liền bắt đầu hướng đồng thời, thu lại, như là có vô số sợi dây thường đem hắn ghim chặt lại, bịch, trong lúc hô hấp, hắn không cách nào đứng thẳng, té ngã trên mặt đất. Điều này làm cho Trần Lâm quá sợ hãi. Nhưng pháp thuật thần thông đều không dùng được, thần thức và hồn lực nhằm vào chính là linh hồn, đối với thân thể không có tác dụng, trong lúc nhất thời vậy mà thúc thủ vô sách. Chủ nhân, ngươi thế nào, tiểu thảo canh giữ ở cửa động nghe thấy thanh âm Trần Lâm ngã sấp xuống, lập tức chạy vội vào. Nhưng nàng cũng siêu siêu vẹo vẹo, hai chân vẽ vòng tròn, hiển nhiên cũng bị khí tức tà ác ảnh hưởng trần lâm trông thấy trạng thái của đối phương vội vàng hỏi hai chân của ngươi cũng có cảm giác bị trói lại sao tiểu thảo gật đầu vâng thưa chủ nhân nhưng năng lượng trong cơ thể ta có thể chống cự chỉ là cảm giác hai chân không quá nghe theo sai khiến chủ nhân ngươi thế nào có thể đứng lên không thấy trần lâm lắc đầu tiểu thảo lập tức gấp không được nhưng năng lượng của nàng chỉ có thể lấy hình thức kiếm khí phóng xuất ra căn bản không giúp được gì đừng hoảng hốt trần lâm an ủi tiểu thảo một câu cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại cỏ nhỏ đã có thể chống cự khí tức tà ác này vậy có nghĩa không phải là khó giải chẳng qua lực lượng ngân hồn của nó không cách nào tác dụng lên nhục thân hơn nữa lực lượng pháp lực và pháp tướng đều không thể vận dụng mới dẫn đến nghiêm trọng như vậy mặt khác khí tức này chỉ nhằm vào hai chân để hắn không khỏi nhớ tới ô nha một chân trước đó chẳng lẽ nơi này tồn tại sinh vật quy tắc như thú lượng quanh không cho phép sinh vật hai chân xuất hiện chỉ trì hoãn một lát trần lâm liền cảm thấy hai chân của mình càng ngày càng nhanh thậm chí có xu thế dung hợp hắn kinh hãi muốn chết đây tuyệt đối là lực lượng quy tắc không kịp nghĩ nhiều hắn lập tức lấy ra mấy món vật phẩm yểm giới muốn dựa vào yếm khí để ngăn cách khí tức tà ác yểm giới là giới hạn quy tắc thể hiện nhiều nhất có lẽ có hiệu quả đáng tiếc là cường độ khí tức của mấy món vật phẩm yểm giới này vẫn kém một chút ngoại trừ khăn tay máu có chút hiệu quả ra mấy món còn lại đều không có tác dụng gì nhưng điều này cũng làm cho trần lâm thấy được hy vọng hắn lập tức suy tư trên người mình có khả năng dính đến quy tắc vật phẩm không thể dùng khiên huyền vũ vòng tử linh còn chưa sinh ra khí linh mà bản nguyên của vận mệnh chi tuyến quá yếu loại tình huống như thế này căn bản không trông cậy được nghĩ tới nghĩ lui trần lâm chợt nhớ tới một vật tâm niệm vừa động từ trong bao lấy ra một cái hộp xé toan phong cấm phù sau khi mở ra bàn tay bạch ngọc bên trong bởi vì vật này không cách nào để vào túi trữ vật hắn sợ bị thần linh cảm ứng được cho nên dùng phù lục phong cấm lại bàn tay bạch ngọc vừa tiếp xúc đến khí tức tà ác lập tức tản mát ra huỳnh quang tiếp theo trần lâm cảm giác hai chân nhẹ bẩn cảm giác hung hăng bị nắm lấy rồi trộn lẫn vào nhau trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ngay cả cỏ non bên cạnh cũng khôi phục bình thường một loại cảm giác sống sót sau tai nạn tự nhiên sinh ra khiến cho cả người trần lâm đều trở nên hư thoát sức mạnh quy tắc thật sự là quá kinh khủng chủ nhân người không có chuyện gì chứ sau khi tiểu thảo cảm thấy mình đã khôi phục lại lập tức dùng tay lay động hai chân trần lâm xem xét tình huống trần lâm cũng lắc lư hai cái nói không có việc gì bất quá ngàn vạn lần không nên rời khỏi phạm vi tác dụng của bàn tay này khí tức tà ác chỉ bị bàn tay xua tan cũng không phải biến mất tình huống này không khác gì lúc ở yểm giới lại kiểm tra thân thể một chút xác định chỗ khác đều không có dị thường trần lâm đứng lên mang theo tiểu thảo đi ra bên ngoài sau đó để cho đối phương cầm bàn tay bạch ngọc hắn thì đi thẳng về phía trước nhưng chỉ đi bốn bước khí tức tà ác liền một lần nữa xuất hiện hai chân bắt đầu hướng cùng một chỗ siết chặt trần lâm vội vàng ngửa về sau một cái về tới phạm vi tác dụng của bàn tay bạch ngọc Tiếp theo, lại hướng phương vị khác thí nghiệm một chút, xác định phạm vi hữu hiệu của bàn tay Bạch Ngọc Đại Khái ở khoảng một trường, phạm vi này so với yểm giới còn nhỏ hơn một chút, nói rõ khí tức tà ác nơi này so với khí tức yểm giới còn mạnh hơn. Nhưng nồng độ khí tức yểm giới biến hóa theo cảnh tượng, cường độ cảnh tượng khác nhau cũng không giống nhau, không thể quơ đủ cả nắm. Trần Lâm cầm bàn tay Bạch Ngọc về, lại nhìn lên bầu trời. Ba ngày còn không có dị thường, đến buổi tối liền biến thành như vậy, để hắn hoài nghi không phải là chỗ hắn có vấn đề, mà là cái giới diện này có vấn đề, tình huống không rõ. Trần Lâm không dám ra ngoài điều tra, mà một mực cầm bàn tay Bạch Ngọc chờ đợi bình minh. Dù vậy, xa xa lại vang lên một trận tiếng kêu kỳ quái cũng làm cho tâm thần hắn khó có thể bình tĩnh, không biết là yêu thú dạng gì, có thể tìm được hắn cùng tiểu thảo hay không. Nhưng khi ánh mặt trời mọc lên từ đường chân trời, tất cả đều trở lại yên tĩnh khí tức tà ác trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh những tiếng kêu khiến người ta tâm thần không yên kia cũng đều im bặt mà dừng trần lâm nhìn lên bầu trời sắc mặt biến ảo bất định nơi này khẳng định không thể tiếp tục dừng lại hắn muốn trước xác định nơi này là dạng giới diện gì có tu sĩ tồn tại hay không ban đêm khí tức tà ác là tình huống gì sau đó lại quyết định bước kế hoạch tiếp theo lần này hắn không để tiểu thảo mang theo mà là lấy ra linh thuyền vật này có thể sử dụng linh thạch kích phát, sau đó dùng thần thức điều khiển, bất quá vì phòng ngừa làm cho người chú ý, hắn chỉ bay sát mặt đất. Hơn nữa bay quá cao, một khi tao ngộ nguy hiểm rơi xuống, hắn lại phải ngã trọng thương. Luyện thể thuật của hắn mặc dù đã đến đại kim cương cảnh, thân thể có thể so với pháp bảo, nhưng đó là dựa vào năng lượng sinh ra từ luyện thể gia trì, cũng không phải thật sự luyện chế thân thể thành pháp bảo. Dù sao khí quan thân thể vẫn phải vận hành tình huống hiện tại là năng lượng luyện thể bị áp chế không thể phát huy tác dụng mà không có năng lượng luyện thể gia trì chỉ là mật độ thân thể mạnh hơn tu sĩ bình thường da thịt càng thêm cứng cỏi mà thôi điều này làm cho trần lâm hết sức phiền muộn một nguyên anh chân quân thậm chí ngay cả phi hành thuật cũng không dùng được thật sự là quá thảm rồi hắn quyết định nếu như nơi này có tu sĩ chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm bí thuật có thể để cho linh hồn kéo thân thể phi hành hoặc là pháp khí phi hành có thể dùng linh hồn điều khiển cũng được thế nhưng phi hành suốt một ngày cũng không nhìn thấy bất kỳ dấu vết sinh tồn nào của nhân loại phóng tầm mắt nhìn khắp một mảnh hoang vu ngay cả màu xanh biếc cũng rất hiếm thấy trần lâm không khỏi tâm trạng căng thẳng nếu như đây là một giới diện không có tu sĩ thậm chí không có nhân loại sinh tồn vậy coi như không dễ làm mặc dù nơi đây có linh khí ba ngày cũng có thể tu luyện nhưng không có người giao lưu không có tài nguyên tu vi tiến cảnh khẳng định sẽ trở nên vô cùng chậm chạp, hơn nữa chỉ có một người, tu vi tăng cao lại có ý nghĩa gì, màn đêm lại buông xuống. Trần Lâm trốn ở một nơi bí mật đã tìm trước, tay cầm bạch ngọc thủ tiếp tục quan sát. Nhưng lần này không có vận tốt như vậy, sắp đến nửa đêm về sáng, một con rết khổng lồ phát hiện bọn họ. Thân thể con rết này giống như một con trăng khổng lồ, hơn nữa toàn thân mọc đầy con mắt, lít nha lít nhít, khiến người nhìn thấy mà trong lòng sợ hãi. Để ta, thấy tiểu thảo muốn xuất thủ, Trần Lâm lên tiếng ngăn cản, sau đó một ngón tay điểm ra. Hắn muốn thử lực sát thương của diệt hồn chỉ đối với loại quái vật này như thế nào, làm được trong lòng hiểu rõ. Ngân quan lóe lên rồi biến mất, chỉ thấy thân thể con rết quái dị kia cứng đờ, sau đó co quắp một hồi, kèm theo tiếng hí vang, tự hồ tiếp nhận thống khổ cực lớn. Nhưng mà cũng không có trực tiếp chết đi, ánh mắt phía trên thân thể đồng thời chớp một cái, một cổ khí tức kinh cũng làm cho trần lâm run sợ liền phát ra nhưng hắn tự nhiên không có khả năng cho đối phương cơ hội phản kích lập tức lại là một chỉ lần này quái vật kia rốt cục không chịu nổi thân thể cao lớn ưỡng một cái không còn khí tức trần lâm nhẹ nhàng thở ra vừa rồi đối phương phát ra cổ khí tức kia thật sự để hắn cảm nhận được tử vong tới gần may mắn hắn tiên hạ thủ vi cường hơn nữa không để cho tiểu thảo động thủ trước nếu không cho đối phương cơ hội thở dốc, chắc chắn một kích lôi đình, dưới sự ra hiệu của Trần Lâm, ánh kiếm trên ngọn cỏ nhỏ sáng lên, bắt đầu bổ thêm một đao. Mãi đến khi chém đối phương thành mấy khúc, xác định đối phương đã chết không thể chết thêm nữa, Trần Lâm mới thúc dục Linh Chu đi tới phụ cận, thu hồi thi thể, gọi Tiểu Thảo vội vàng rời khỏi chỗ cũ. Lúc này một mực chờ đến bình minh, không có lọt vào công kích nữa. Mặt trời mọc, tất cả khôi phục bình thường. Trần Lâm tìm một nơi, lấy thi thể của con rết quái ra, bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Thứ này lại có thể ngạnh kháng một diệt hồn chỉ của hắn, thực lực ít nhất cũng đạt tới nguyên anh hậu kỳ, thậm chí hóa thần cảnh, phải biết rằng, hắn hiện tại là ngân hồn, quy lực của diệt hồn chỉ cùng với lúc chưa tiến giai không thể so sánh nổi, mặc dù chưa có thí nghiệm qua, nhưng nguyên anh kỳ hẳn là không thể tiếp được, trừ phi có bảo vật cao giai loại phòng ngự linh hồn. Mà một quái vật, tự nhiên là không thể nào có bảo vật bực này, cho nên đẳng cấp của đối phương tất nhiên rất cao. Nghiên cứu một hồi, Trần Lâm cũng không tìm được yêu đan gì, không cách nào phán đoán đẳng cấp của đối phương. Hơn nữa ngoại trừ một thân nhãn cầu ra, kết cấu thân thể quái vật cũng không có gì khác với con rết bình thường. Những ngày tiếp theo, Trần Lâm ban đêm tập trung tinh thần phòng bị, ba ngày đi đường xem xét tình huống, bất tri bất giác, một tháng trôi qua. Trong thời gian này cũng gặp phải mấy lần quái vật công kích, nhưng phần lớn đều ở buổi tối, ba ngày những quái vật này giống như là ẩn nấp, rất ít khi có thể gặp phải. Hơn nữa phần lớn đều ở trong phạm vi hắn và tiểu thảo có thể dễ dàng diệt sát, loại cường đại như con rết quái kia rất hiếm thấy. Trải qua thời gian dài dằn dặt, Trần Lâm rốt cục đem năng lượng cổ quái trong khí linh xóa sạch. Nhưng hai bên dây dưa quá chặt chẽ, tuy rằng hắn đã cực kỳ cẩn thận, vẫn khiến cho khí linh bị thương tổn cực lớn, linh thể đã sụp đổ, chỉ còn lại một tia bản nguyên muốn khôi phục như lúc ban đầu không có mấy năm là đừng nghỉ lại mất đi một cánh tay đắc lực tâm tình trần lâm thập phần không tốt ở trong hoàn cảnh như vậy thiếu một kiện linh bảo phòng ngự tỷ lệ sinh tồn sẽ giảm xuống không ít nhưng việc đã đến nước này cũng không có cách nào chỉ có thể ngâm tấm trắng ở trong linh dịch chậm rãi ôn dưỡng lại qua một đoạn thời gian thương thế trên người trần lâm cũng hoàn toàn khôi phục đương nhiên năng lượng của quái trong thân thể vẫn còn pháp lực Năng lượng luyện thể đều bị áp chế rất cao. Hắn cũng thử dùng bàn tay bạch ngọc đi thanh trừ năng lượng của quái, nhưng không có hiệu quả quá lớn. Đó cũng không phải là năng lượng trong bàn tay bạch ngọc không đủ, mà là hắn không thể dẫn đạo loại năng lượng này để mình dùng, chỉ dựa vào bàn tay tự nhiên phát ra, nồng độ quá thấp. Nhưng bàn tay bạch ngọc có thể giúp hắn ngăn cách khí tức tà ác ban đêm đã là trợ giúp rất lớn đối với hắn, nếu không chỉ sợ hắn đã biến dị. Trải qua thời gian dài quan sát, Trần Lâm cũng phát hiện một ít quy luật. Ký tức tà ác ban đêm cũng không có, lực lượng quy tắc, xác thực, không phải tiếp xúc ở nơi nào đều sẽ xuất hiện hiện tượng hai chân bị dung hợp. Chuyện này có liên quan tới địa vực. Ví dụ như nói ở nơi con rết quái kia xuất hiện, sau khi hắn thử rời khỏi phạm vi bàn tay bạch ngọc, sẽ xuất hiện cảm giác toàn thân trên dưới đều có cái gì đó phồng ra ngoài, nếu như không có bàn tay bạch ngọc, hắn nhắm chừng sẽ giống như con rết kia, cả người mọc ra vô số con mắt mà ở một nơi gặp phải một con chuột lớn mọc cánh sau khi hắn thí nghiệm liền cảm thấy sau lưng có thứ gì đó muốn mọc ra cho nên khí tức tà ác chỉ là kiếp nổ ở địa vực khác nhau hiệu quả dẫn phát ra cũng khác biệt mặt khác cũng không phải tất cả địa vực đều xuất hiện dị thường hoàn toàn ngược lại địa vực dị thường tồn tại là bộ phận nhỏ bình thường mới là đại bộ phận nhưng mấu chốt ở chỗ có địa vực dị thường cũng không có đặc thù rõ ràng không cách nào phân biệt trừ phi xác định một vị trí an toàn sau đó cắm rễ bất động nếu không chỉ có thể đem tất cả địa phương đều coi là khu vực dị thường đối đãi đi thôi tiếp tục tiến lên lại là một ngày sáng sớm trần lâm tiếp tục kêu tiểu thảo lên đường hắn muốn tìm tung tích nhân loại tự nhiên không thể ở một chỗ một mực dừng lại bất quá hắn lại ở địa phương đi qua lưu lại ký hiệu nếu như giới này thật không có nhân loại tồn tại vậy tìm khu vực an toàn ở lại từ từ tìm kiếm phương pháp phá cục chỉ cần có thể đi vào yểm giới hắn sẽ không bị ép đến tuyệt lộ chủ nhân ngươi xem đó là cái gì trong lúc phi hành cỏ non bỗng nhiên chỉ vào nơi xa phát ra âm thanh hưng phấn trần lâm cũng nhìn thấy dừng phi thuyền lại lộ ra thần sắc kinh hỷ chỉ thấy ở phía trước bên trái phía trước có một tòa tháp khổng lồ xuyên thẳng lên trời cao tuy còn không cách nào thấy rõ toàn cảnh nhưng khẳng định là kiến trúc nhân loại không thể nghi ngờ Trần Lâm mang theo tâm tư hơn một tháng, rốt cuộc thả lỏng xuống, chỉ cần có dấu vết văn minh tồn tại là tốt rồi, vô luận có phải là tu sĩ hay không, đều nói rõ giới này không phải tử giới. Đi, đi qua xe một chút, Trần Lâm thúc giục phi thuyền, có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tình huống nơi đó. Nhưng không đợi hắn khởi hành, đã thấy mấy đạo lưu quang từ đằng xa bắn nhanh tới, trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn. Ồ, đạo hữu bị thương sao, khí tức pháp lực rất yếu ớt a. À người mở miệng là một nam tử trung niên, có vẻ hơi mập mạp, tóc tùy ý buộc lên, trên người mặc một bộ pháp bào theo một con chim lớn màu vàng, dưới chân đạp một thanh phi kiếm. Từ khí tức phát ra suy tính, tu vi hẳn là ở nguyên anh hậu kỳ. Mà ở phía sau đối phương, thì là ba nam một nữ, đều rất trẻ tuổi, nhưng cũng đều có tu vi kim đan. Trong mắt Trần Lâm nở rộ ánh sáng, mấy người kia đều là tu sĩ chân chính, đã có tu sĩ, đó chính là tu luyện giới chính thống, lo lắng trước đó trong nháy mắt hóa thành vô hình. Hắn ôm quyền với nam tử trung niên, nói, đạo hữu hỏa nhãn như đuốc, đúng là bị chút thương thế, để đạo hữu chê cười. Ha ha, nam tử trung niên cười ha ha, nói, ở trong hoàn cảnh đáng chết này, bị thương không phải chuyện thường ngày sau, có cái gì chê cười, nhưng trời cũng sắp tối, đạo hữu vẫn là mau mau về thành đi, nếu không gặp phải tà thú thì phiền toái. Hắn nhìn thoáng qua túi trữ vật Trần Lâm, nói, ta là Triệu Cửu Châu, mở một cửa hàng ở Hắc Tháp tầng 3, đạo hữu nếu có đồ vật gì muốn xuất thủ, có thể tìm ta, ta nhất định cho đạo hữu một cái giá cả hài lòng, nói xong, mang theo người phía sau hóa thành lưu quang, bắn nhanh về phía kiến trúc hình tháp kia, chờ đối phương rời đi, Trần Lâm mới thu hồi diệt hồn chỉ, nhìn thoáng qua, cũng thúc giục phi thuyền đi theo. Nửa đường, hắn lần nữa nhìn thấy bóng người tu sĩ. Nhóm ba người này đều có tu vi nguyên anh nhưng hắn cũng không có tiếp cận, mà là tránh ra xa xa. Nếu đã biết rõ kiến trúc kia chính là nơi tu sĩ tụ tập, vậy thì không cần thiết phải tiếp xúc với đồng giai ở giả ngoại, miễn cho phức tạp. Chờ khoảng cách gần một chút, Trần Lâm rốt cuộc thấy rõ toàn cảnh kiến trúc kia. Là một hắc tháp khổng lồ, giống như một ngọn núi cao vút trong mây, không biết tổng cộng có bao nhiêu tầng. Càng tới gần, càng có thể cảm nhận được tòa tháp khổng lồ này, hơn nữa phía trên quan hoa lưu chuyển, cho người ta một loại cảm giác áp bách cực mạnh. Hơn nữa theo tới gần hắc tháp, gặp được tu sĩ cũng trở nên nhiều hơn, nhưng đều là từ nơi xa bay về hắc tháp, gần như không có người từ bên trong đi ra. Trần Lâm nắm lấy cơ hội chặn đứng một tu sĩ trúc cơ, sử dụng tinh thần bí thuật hỏi thăm đơn giản tình huống. Sau đó liền trở nên thập phần khiếp sợ. Bên trong hắc tháp này lại là một tòa thành trì, toàn bộ hắc tháp lại là một tòa thành, để Trần Lâm thập phần rung động căn cứ tin tức hỏi thăm được, thân tháp này vốn là một ngọn núi khổng lồ, cả ngọn núi đều là một loại tài liệu luyện khí cao giai đặc thù, sau đó bị nguyên si luyện chế thành một kiến trúc như vậy. Người sở hữu kiến trúc là ba thế lực. Nam Cung Thế Gia, Huyễn Kiếm Tông, Bách Luyện Môn. Thực lực ba nhà trên lệch không nhiều lắm, đều có cường giả luyện hư kỳ tọa trấn, tu sĩ hóa thần số lượng cũng không ít. Đừng nhìn hắc tháp này nguy nga cao ngất, xuyên thẳng chân trời, trên thực tế chỉ có 9 tầng, chỉ có điều độ cao mỗi một tầng đều cực cao, mà bên trong còn có hiệu quả không gian kéo dài, mỗi một tầng đều giống như một bí cảnh. Ba tầng đầu, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể tiến vào, ở lại hoặc là giao dịch, chỉ là cần giao nộp phí dụng nhất định. Trung tam tầng thì cần thân phận và thực lực nhất định mới có thể tiến vào, phần lớn là một ít gia tộc truyền thừa và trụ sở các đại môn phái. Ba tầng trên dĩ nhiên chính là nơi ở của tam đại thế lực. Mỗi một thế lực chiếm cứ một tầng. Tầng cao nhất chính là Nam cung Thế gia, bởi vậy có thể thấy được trong ba thế lực lớn, thế lực này là mạnh nhất. Bởi vì trên thân tháp bố trí tụ linh trận siêu lớn, càng lên cao mật độ linh khí càng cao, ở tầng cao nhất tự nhiên là tốt nhất. Mặt khác phía trên hắc tháp còn thắt phòng ngự, ngăn cách các loại trận pháp cỡ lớn, ở bên trong có thể không bị khí tức tà ác ban đêm xâm nhập, tu luyện bình thường. Vừa nghĩ, Trần Lâm vừa đi tới một lối vào hắc tháp. Lệnh bài lối vào không khác gì cổng thành, canh phòng nghiêm ngặt. Trần Lâm cảm ứng một chút, liền phát hiện trong đó hai tên thủ lĩnh khí tức sâu không lường được, hẳn là cường giả hóa thần. lập tức trong lòng rùng mình, hắn ôm quyền, mở miệng nói: tại hạ là từ nơi khác tới, còn chưa có lệnh bài. trước đó đã biết được, hắc thất thành này cũng không cự tuyệt người từ ngoài đến tiến vào, chỉ cần giao tiền liền có thể tùy ý tiến vào, cho nên không cần nói láo. a à, vậy đi theo ta đi cần đăng ký một chút quả nhiên thủ vệ cũng không có hỏi nhiều mà là đưa hắn tới một gian phòng bên cạnh quá trình đăng ký rất đơn giản không khác gì so với lúc ở đang đỉnh thành của thiên nguyên đại lục cần phải để lại ấn ký thần hồn trên lệnh bài thân phận đợi đến khi xuất nhập lần nữa trực tiếp kiểm tra lệnh bài là được rồi chỉ là trong lúc kiểm tra tình huống thân thể trần lâm có chút tâm thần bất định lo lắng ma chủng trong cơ thể bị phát hiện không cách nào vào thành thậm chí trực tiếp bị bắt bất quá trước khi hắn tới đã chuẩn bị bố trí một cái truyền tống trận dùng một lần cũng tìm hiểu rõ ràng thủ vệ cửa thành cao nhất chỉ có hóa thần kỳ một khi xuất hiện bất trắc trực tiếp dùng phù lục truyền tống rời đi lấy đẳng cấp ngân hồn của hắn hóa thần tu sĩ còn chưa đạt tới mức nháy mắt đã khiến hắn không thể phản kháng lại nói có trấn ma hoàng ngay cả ý chí thiên địa cũng không thể phát hiện cửa thành kiểm tra chắc hẳn không có năng lực cường đại như vậy tình huống trong tưởng tượng cũng không có phát sinh trần lâm được an bài đứng trong một trận pháp lại có hai thủ vệ cầm pháp khí không biết là gì kiểm tra hắn một hồi nhưng cũng không có phát hiện ma chủng tồn tại không biết là hiệu quả của trấn ma hoàng hay là ma chủng ẩn giấu quá mức bí ẩn hắn cảm thấy hẳn là cả hai đều có bởi vì sau khi tiến giai ngân hồn hắn vẫn không cảm ứng được sự tồn tại của ma chủng thậm chí còn có chút hoài nghi thương nhân vân du bốn phương lúc trước có phải đang lừa hắn hay không. Từ lão kiểm tra xong, không phát hiện tình huống bị tà ma xâm nhiễm. Thủ vệ phụ trách kiểm tra kết thúc quá trình, mở miệng với một lão giả ngồi ở mặt sau bàn. Lão giả nhẹ gật đầu, từ trong bàn lấy ra một khối lệnh bài mới tinh, để Trần Lâm đem thần hồn ấn ký lưu lại phía trên. Hoa Ngên đạo hữu đi vào Hắc Ma Thành, phí dụng lệnh bài ba khối linh thạch. Lão giả đặt lệnh bài lên bàn đẩy hướng Trần Lâm nói. Trần Lâm sững sờ. Hắn từ chỗ tu sĩ trúc cơ kia biết được, lệnh bài thân phận đích thật là phải thu phí, nhưng là không nghĩ tới rẻ như vậy. Cái này trên cơ bản chẳng khác nào tặng không, xem ra người quản lý thành trì là muốn cho càng nhiều tu sĩ tới. Gật gật đầu, Trần Lâm lấy ra ba khối hạ phẩm linh thạch đặt lên bàn, muốn thu hồi lệnh bài. Nhưng lão giả lại nhớ mày, khí tức trên người trong nháy mắt trở nên nguy hiểm đạo hữu đang treo chọc lão phu sao mặc dù bổn thành thu linh thạch lệnh bài thân phận chỉ là tượng trưng nhưng cũng không cần cầm loại tạp linh thạch này đến lừa gạt a à. chẳng lẽ đạo hữu là thế lực khác phái tới khiêu khích trần lâm giật mình một chút lập tức hiểu rõ giới này đối mặt phân chia đẳng cấp linh thạch có khả năng không giống với giới diện trước đó của hắn hắn ngược lại là xem nhẹ điểm này trước đó không có tiến hành hiểu rõ nghĩ tới đây hắn lập tức giải thích đạo hữu không nên tức giận là ta lấy nhầm xin lỗi Nói xong, lập tức lại lấy ra ba khối thượng phẩm linh thạch. Hạ phẩm linh thạch và trung phẩm linh thạch hàm chứa linh lực hỗn tạp, đối phương gọi hạ phẩm linh thạch là tạp linh thạch, bình thường linh thạch là thượng phẩm linh thạch tinh thuần. Một tấm lệnh bài thân phận, không đến mức cần đến ba khối linh thạch cực phẩm. Nói như vậy tu sĩ Nguyên Anh như hắn còn không đáng kể, nhưng tu sĩ luyện khí và trúc cơ thì không thể chịu đựng nổi. Quả nhiên, lão giả trông thấy thượng phẩm linh thạch hừ lạnh một tiếng đem linh thạch thu vào trong ngăn kéo. Trần Lâm nhìn thoáng qua hai bên, thấy thị vệ cũng không chú ý, hắn lại lấy ra ba khối cực phẩm linh thạch đẩy tới. Lão giả nhìn thoáng qua, ánh mắt sáng ngời, nhẹ nhàng kéo một cái, liền thu linh thạch vào ống tay áo. Thái độ cũng hòa hoãn xuống. Đạo hữu còn có gì muốn hiểu rõ không? Trần Lâm thấy thế chấp tay, tại hạ mới đến, không biết trong thành có cần kiên kỵ gì không? Xin đạo hữu nói rõ một chút miễn cho dưới tình huống không biết rõ chuyện lại gặp phiền phức. Lão giả cho Trần Lâm một cái ánh mắt tán dương, sau đó từ trong túi trữ vật của mình lấy ra một cái ngọc giản. Đồ ngươi muốn biết đều ở đây, ngoài ra ta tặng thêm ngươi một tin tức, nếu ngươi muốn thanh trừ năng lượng dị chủng trong cơ thể, có thể đi kính quan các tầng thứ năm xem. Trần Lâm nghe vậy sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói tạ ơn. Thấy đối phương trầm mặt không nói, cầm lệnh bài thân phận cùng ngọc giản rời khỏi phòng có lệnh bài thân phận, liền thuận lợi tiến vào trong thành. Một cánh cửa ngăn cách, giống như hai thế giới. Bên ngoài là một mảnh hoang vu, trong môn phái lại vô cùng phồn vinh. Đường phố sạch sẽ, phòng ốc chằng chịt, thậm chí còn có hoa cỏ cây cối, cầu nhỏ nước chảy. Một cổ khí tức nhàn nhã đập vào mặt. Trần Lâm cảm ứng một chút, linh khí trong này so với bên ngoài nồng đậm hơn không chỉ gấp đôi, đã có thể so với thượng phẩm linh mạch ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu hẳn là sử dụng một loại ảo trận nào đó bầu trời xanh lam như được tẩy rửa còn có từng đám mây trắng bay lơ lửng những đám mây trắng này chậm rãi phiêu động phóng xuất ra hào quang đem trọn không gian chiếu rõ giống như ba ngày hắn không khỏi cảm thán quả nhiên không hổ là giới diện cao dai loại thủ đoạn luyện khí này cũng không phải phồn tinh đại lục có thể so sánh đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất càng lên cao sẽ càng tốt Trần Lâm tìm một chỗ yên tĩnh trước, nhìn qua ngọc giảng lão giả đưa cho hắn. Đối phương hẳn là bán ra không ít thứ này, tin tức bên trong phân loại, giới thiệu rất kỹ càng, xem ra là sản xuất hàng loạt, xem ra ba khối cực phẩm linh thạch hẳn là cho nhiều hơn. Hắn thậm chí hoài nghi tin tức này ngọc giảng hẳn là nguyên bộ lệnh bài thân phận, cho dù hắn không cho đối phương linh thạch, đối phương cũng sẽ cho hắn. Nhưng linh thạch hắn có rất nhiều, ngược lại cũng không đau lòng. Tin tức đầu tiên trong ngọc giảng chính là điều kiện giới thiệu ở trong thành. Đầu tiên là phải tuân thủ quy củ trong thành, mặt khác là cần giao nạp phí dụng cư trú, mỗi tháng một điểm tích lũy. Nếu như dùng linh thạch thanh toán, chính là một khối linh thạch. Thoạt nhìn rất là tiện nghi, nhưng linh thạch bình thường ở đây chỉ là thượng phẩm linh thạch. Hiện tại còn không biết linh thạch có lực mua như thế nào, nếu như giống như Thiên Nguyên Đại Lục, phí tổn này là tương đối khủng bố. Lúc trước 10 khối linh thạch thượng phẩm đã có thể mua được một viên trúc cơ đan nói cách khác ở đây một năm thì một viên trúc cơ đan cũng không còn nhưng có một điểm tương đối nhân tính hóa thời gian ở lại cũng không phải tính toán lung tung chỉ cần lúc ra khỏi thành cũng đăng ký sẽ mang thời gian rời thành này đi diệt trừ chỉ tính thời gian ở lại thực tế đương nhiên nếu không đăng ký vậy cũng chỉ có thể tính toán trần lâm suy đoán quy định như vậy là cổ vũ tu sĩ ba ngày ra ngoài săn bắn tìm kiếm tài nguyên tu luyện nếu không tất cả mọi người ở trong thành không ra tài nguyên trong thành sẽ càng ngày càng ít hơn nữa giá tiền này chỉ có thể hoạt động ở ba tầng trước, lại lên trên liền cần thăng cấp lệnh bài thân phận, lệnh bài bình thường không thể lên. Tiếp theo là phân bố kết cấu của ba tầng đầu, thuê chỗ ở như thế nào, xin mở cửa hàng như thế nào vân vân. Nhìn đơn giản một lần, Trần Lâm bắt đầu đi dạo ở tầng thứ nhất. Mấy ngày sau, Trần Lâm ngồi trong một tiểu viện, một bên nhìn phong cảnh phía ngoài, một bên suy tư. Trải qua những ngày này dò xét, hắn trên cơ bản đều đi qua ba tầng đầu của hắc tháp thành một lần có thể nói mỗi một tầng đều lớn hơn bạch ngân tiên thành số lượng tu sĩ cũng không ít chỉ có điều đẳng cấp của tu sĩ ở ba tầng này tương đối thấp nguyên anh cơ bản đã đến đỉnh rất ít có tu sĩ hóa thần xuất hiện bởi vì tu sĩ hóa thần tự động có tư cách tiến vào ba tầng trung tầng của hắc tháp nơi đó linh khí càng nồng đậm hoàn cảnh càng ưu mỹ có lối đi độc lập ra vào ngoại trừ cần mua vật phẩm không có ai nguyện ý đi vào ba tầng dưới còn có những con cháu của đại gia tộc, thế lực lớn kia, đều khinh thường đến tầng dưới chót. Một tòa hắc tháp, liền đem người chia làm ba bảy loại, thể hiện ra đẳng cấp sâm nghiêm của tu luyện giới. Càng làm cho Trần Lâm không nghĩ tới chính là, nơi này lại chính là tinh bắc giới, thiên huyền vực, tinh bắc giới, bắc hoang đại lục. Căn cứ điển tịch hắn mua được ghi chép, thiên huyền vực nguyên bản trung tâm giới diện gọi là thiên huyền giới, thống trị vô số hạ cấp giới, là tất cả hạ giới phi thăng chi địa tu sĩ hạ giới đạt tới hóa thần cảnh liền có thể phi thăng tới đây tiếp tục hướng cảnh giới cao cấp hơn xung kích cho đến thành tiên nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà mấy vạn năm trước giới diện vỡ nát tạo thành vô số mảnh vỡ trong đó hai mảnh vỡ lớn nhất tạo thành hai giới diện chính là tinh bắc giới còn có tinh giới nam giới lúc thiên huyền giới còn chưa vỡ nát là tồn tại siêu cấp cường giả cảnh giới đại thừa tình huống tu sĩ phi thăng tiên giới cũng thỉnh thoảng xảy ra nhưng sau khi giới diện vỡ nát bất luận linh khí hay thiên địa quy tắc đều chịu ảnh hưởng cực lớn, dẫn tới tinh nam giới và tinh bắc giới lớn nhất đều không thể lại xuất hiện tu sĩ đại thừa, cảnh giới hợp đạo đã là đỉnh điểm. Ti thăng thành truyền thuyết Thông qua xem xét điển tịch, Trần Lâm đã biết được cảnh giới phân chi chuẩn xác của tu sĩ. Mấy cảnh giới trước đều giống như hắn biết, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Lại hướng lên thì còn có luyện hư, hợp đạo, đại thừa cuối cùng là độ kiếp phi thăng trong đó dưới nguyên anh là giai đoạn tu pháp luyện hư đi lên là giai đoạn tu đạo mà hóa thần kỳ thì là do pháp hướng đạo quá độ đến luyện hư cảnh giới thì là từ thực hóa hư từ tu luyện thân thể hữu hình chuyển hóa thành phương diện tinh thần ý thức vô hình có thể làm được vô hình vô ngã phá toái hư không trên lý luận mà nói cảnh giới này đã có thể trường sinh bất lão đồng thọ cùng thiên địa nhưng trên thực tế, vẫn không cách nào thoát khỏi chế ước của thiên địa quy tắc, phải trải qua các loại kiếp nạn, ít có người có thể sống hơn 5.000 năm trở lên. Mà hợp đạo cảnh, là cảnh giới trọng yếu nhất trong tất cả cảnh giới, cũng là một vòng khó khăn nhất, cần dung hợp, chân ngã, cùng đại đạo, đạt tới đạo tức là ta, ta tức là cảnh giới của đạo. Cảnh giới này lại chia làm ba giai đoạn. Chia làm, vấn đạo, văn đạo, đắc đạo chênh lệch giữa mỗi một giai đoạn đều không kém một đại cảnh giới, hơn nữa mỗi một giai đoạn đều sẽ có một lần kiếp nạn khủng bố, dẫn đến trong tinh bắc giới hiện nay, mấy cường giả hợp đạo kia đều ở vào giai đoạn vấn đạo kỳ của giai đoạn thứ nhất. Về phần đại thừa kỳ, vậy đã đến một độ cao khác. Khi thiên huyền giới còn tại, số lượng tu sĩ cảnh giới này liền thưa thớt, cho nên cũng không có điển tịch tương quan truyền thừa xuống, chỉ là mơ hồ ghi lại đại năng cảnh giới này, cùng tiên nhân đã không có khác biệt quá lớn, chính là kém một cái tiên kiếp tẩy lễ đem pháp lực chuyển hóa làm tiên lực hiểu rõ được những thứ này trần lâm sinh lòng hướng tới nhưng cũng cảm nhận được tiên đồ xa xôi hắn chỉ là tu sĩ nguyên anh lúc ở hạ giới có thể xem như cự phách một phương nhưng ở chỗ này lại chỉ có thể coi là tầng giữa tầng dưới mà thôi giới này mặc dù là đại năng hợp đạo hiếm như long phượng sừng lân nhưng số lượng cường giả luyện hư lại không ít hóa thần càng là tùy ý có thể thấy được dù sao giới diện mênh mông vô ngần tu sĩ thể lượng cực lớn. Đây còn là vì 3.000 năm trước thiên địa dị biến, trời giáng tà ác, quái dị bộc phát, dẫn tới số lượng phàm nhân cùng tu sĩ giảm mạnh, nếu không so với hiện tại phải phồn vinh hơn mấy lần. Mà nguồn gốc của khí tức tà ác, đến nay cũng không có một cách nói rõ ràng, chỉ hoài nghi có liên quan đến thiên huyền giới lúc trước tan vỡ. Tiên lộ dài đằng đẵng ta sẽ tìm kiếm trên dưới, Trần Lâm giữ vững tâm trí, không bị gian nan hiểm trở làm khó, đứng dậy trở về động phủ. Vì tương xứng với thời gian bên ngoài tháp, ban đêm ở hắc tháp thành cũng tối tăm hơn ban ngày một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống. Đối với tu sĩ trúc cơ trở lên mà nói, ban ngày ban đêm cũng không có ý nghĩa gì lớn, 10 ngày nửa tháng không nghỉ ngơi cái gì cũng không ảnh hưởng, nhất là sau khi đến Kim Đan, một lần bế quan mấy chục năm là chuyện không thể bình thường hơn được. Trần Lâm cũng có lòng tu luyện, nhưng năng lượng cổ quái trong cơ thể chưa thanh trừ lão giả phát lệnh bài thân phận kia ngược lại là chỉ cho hắn một con đường, nhưng mà hắn bây giờ còn chưa có tư cách đi tới tầng thứ năm, trước tiên phải thăng cấp lệnh bài thân phận mới được, mà thăng cấp lệnh bài thân phận cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nghĩ đến lão giả kia, Trần Lâm không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn cho đối phương ba khối cực phẩm linh thạch, thật sự là nhiều lắm, cũng trách không được đối phương đều cảm thấy xấu hổ, ngoại trừ Ngọc giảng ra, lại cung cấp cho hắn một tin tức như vậy. Giới này bởi vì số lượng tu sĩ khổng lồ, hơn nữa giới tu luyện cũng không có trải qua đứt gãy, mỏ linh thạch cơ bản đều bị khai phá không sai biệt lắm, cho nên độ quý trọng của linh thạch cao hơn rất nhiều so với phồn tinh đại lục. Sức mua tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Hắn thô sơ giảng lược so sánh một chút, lực mua sắm linh thạch nơi này, so với phồn tinh đại lục cao hơn gấp 10 lần. Bởi vì linh khí nơi này càng thêm tinh thuần, chất lượng linh thạch càng tốt hơn, cho nên linh thạch bình thường đạt đến trình độ thượng phẩm linh thạch của phồn tinh đại lục cũng là tiền tệ chủ yếu ở nơi này dưới tình huống bình thường nếu nói linh thạch chỉ chính là loại linh thạch bình thường này mà thấp hơn chất lượng này thì được gọi là tạp linh thạch cũng không được tán thành cũng không được xếp vào trong hệ thống tiền tệ chỉ có tu sĩ luyện khí và phàm nhân mới có thể lưu thông căn cứ vào số lượng tạp chất nhiều hay ít để tính giá trị nhưng cách nói của cực phẩm linh thạch vẫn còn, tỷ lệ đổi linh thạch bình thường cũng là một đổi một trăm. Linh tinh cũng tồn tại, nhưng phần lớn bị tu sĩ luyện hư lũng đoạn, đạt tới luyện hư cảnh, cực phẩm linh thạch đã không thỏa mãn được nhu cầu, chỉ có thể dùng linh tinh. Linh thạch có lực mua sắm gấp 10 lần phồn tinh đại lục, ba khối cực phẩm linh thạch kia chính là một khoản tiền khổng lồ, cho dù nguyên anh tu sĩ cũng không phải có thể dễ dàng đạt được. Trần Lâm có chút thịt đau, hắn mặc dù linh thạch không ít, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy, còn dễ dàng cho đối phương một loại ý nghĩ hắn là dê béo dẫn tới mầm tai vạ nhưng lấy ra rồi cũng không thể trở về nữa trần lâm lắc đầu đơn giản tu chỉnh một phen rời đi động phủ không có lưu lại trong thành trực tiếp rời khỏi thành tìm một chỗ vắng vẻ dùng trận bàn bố trí pháp trận ngăn cách sau đó lấy ra khôi lỗi thủ hộ liền tiến nhập bên trong yểm giới vẫn là vào nhanh ra nhanh đem cỏ nhỏ mang ra bởi vì lo lắng tình huống đặc thù của tiểu thảo bị kiểm tra ra, dẫn phát hậu quả không biết, cho nên lúc hắn vào thành không mang theo đối phương, mà là bỏ vào bên trong nghiệm giới. Bây giờ sau khi tra xét, phát hiện trong tháp có nhiều người tu luyện công pháp kỳ dị và chủng tộc đặc biệt, còn nhiều người kỳ lạ hơn tiểu thảo, cho nên quyết định dẫn tiểu thảo chính thức vào thành, lấy được lệnh bài thân phận. Nếu không có lệnh bài thân phận, ở trong thành trực tiếp mang đối phương ra ngoài, sẽ phát động cơ chế giám sát trận pháp, không cần phải không nói, còn phải giải thích là vào thành như thế nào tất nhiên phải liên lụy đến chuyện yểm giới trong điển tịch của giới diện này cũng có tin tức liên quan tới yểm giới người quản lý cũng không có văn bản rõ ràng quy định không cho phép tu sĩ thăm dò yểm giới nhưng lại quy định không được cử hành hiến tế ở trong thành câu thông tà ma nuôi thả yêu thú có khả năng dẫn tới hỗn loạn và nguy hiểm một khi phát hiện lập tức trục xuất khỏi thành tạo thành hậu quả càng phải nghiêm khắc xử phạt cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện bình thường làm việc dựa theo quy củ là được chủ nhân để tiểu thảo vào thành một mình đi nếu như xuất hiện biến cố gì chủ nhân còn có thể tiến vào yểm giới dùng phương thức hiển hóa cứu ta chờ trần lâm thu hồi khí cụ bày trận tiểu thảo nhìn phương hướng tháp đen mở miệng nói trần lâm cười cười nói tiểu nha đầu trưởng thành đã học được độc lập suy nghĩ không tệ hắn biết đối phương quan tâm an nguy của hắn đây cũng đúng là phương án tốt nhất, liền gật đầu đáp ứng. Hai người một trước một sau, đợi cỏ nhỏ được mang vào trong phòng kiểm tra đo lường, hắn ở phía xa lẳng lặng quan sát. Cũng không có xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, tiểu thảo rất nhanh liền đi ra, cầm lệnh bài đi vào cửa thành. Trần Lâm đợi một hồi, cũng theo dòng người đi vào thành. Sau khi hai người hội hợp, không có trở về động phủ, mà là tiến về tầng thứ ba phường thị. Ba tầng đầu của hắc tháp, mỗi một tầng đều có một phường thị mặc dù người quản lý không có hạn chế với ba tầng đầu nhưng vẫn tạo thành quy tắc ngầm tầng thứ nhất phần lớn là nơi phàm nhân và tu sĩ luyện khí hoạt động tầng thứ hai thì trúc cơ chiếm đa số kim đan và tu sĩ nguyên anh cơ bản đều ở tầng thứ ba mặt khác phàm nhân là không cần giao nộp phí cư trú nhưng phải nghe theo người quản lý an bài là một ít công việc tu sĩ không muốn làm thuộc về hạ đẳng người đương nhiên nếu như chính ngươi có thể thanh toán phí dụng cư trú cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ của người bình thường triệu đạo hữu tin tức ta muốn đã tìm hiểu được chưa trần lâm đi vào một cửa hàng tên là triệu thị cửa hàng cười hỏi nam tử trung niên ngồi ở bên trong người này chính là triệu cửu châu gặp phải ở giả ngoại trước đó còn là một tộc trưởng gia tộc cỡ nhỏ kinh doanh ba cửa hàng mỗi tầng dưới ba tầng một cái hóa ra là trần đạo hữu ngươi thật đúng là đến đúng lúc vừa mới lấy được tin tức ngươi muốn từ trên tay một tiểu đội săn bắn nhưng không kỹ càng ồ ánh mắt trần lâm sáng lên vội vàng truy vấn phương diện nào nói ta nghe một chút triệu cửu châu cười đi đến gần nói một tiếng bên ngoài nhiều người đi vào bên trong nói vừa lúc ta thu mua được một ít thực phẩm linh trà để cho tuân kham cũng thơm lây thật sao vậy xin đa tạ trần lâm cũng không khách khí mang theo tiểu thảo đi theo đối phương vào bên trong gian phòng sau khi phân chủ khách ngồi xuống triệu cửu châu vừa tự mình pha trà vừa nhìn tiểu thảo một cái nói vị đạo hữu này đi tự hồ không phải hệ thống tu luyện truyền thống hơn nữa kiếm ý sắc bén chẳng lẽ là kiếm tu thuần túy thiên phú hình tiểu thảo không nói gì thậm chí không ngồi xuống chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh trần lâm điều này làm cho triệu cửu châu mặc hiện dị sắc kiếm ý trong cơ thể cô gái thuần túy là thứ hắn bình sinh ít thấy tất nhiên là có đủ thiên phú tiên thiên kiếm thể tư chất như vậy đặt ở bất kỳ gia tộc hoặc là tông môn nào đều là trọng điểm bồi dưỡng, coi như là tán tu, đầu nhập bất kỳ môn phái nào cũng sẽ bị tranh đoạt lấy, nhưng thoạt nhìn lại giống như là tỳ nữ của vị Trần Đạo Hữu này. Điều này làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ đối với thân phận của Trần Lâm. Trần Lâm thấy thế ấy nấy nói, tiểu muội không rành thế sự, ít tiếp xúc với người khác, chỗ vô lễ kính xin triệu đạo hữu rộng lòng tha thứ. Nói xong, tiếp theo giải thích, triệu đạo hữu nói không sai, tiểu muội đích xác chuyên tu kiếm đạo, cũng không có đọc lướt qua bất kỳ phương diện khác. nếu đối phương đã coi cỏ non là kiếm tu loại thiên phú, vậy vừa vặn không cần hắn đi biên lý do. ha ha, không sao, kiếm tu đều một lòng chăn kiếm, cũng chỉ có như thế mới có thể nhân kiếm hợp nhất. tâm tư quá tạp ngược lại là khó thành đại khí. triệu cửu châu là một người làm ăn, đương nhiên sẽ không so đo với một tiểu cô nương, ảnh hưởng quan hệ giữa hắn cùng trần lâm. lúc này linh trà đã pha xong hắn rót cho trần lâm và tiểu thảo mỗi người một chén trần đạo hữu nếm thử hoàn cảnh hôm nay càng ngày càng kém ở bắc hoang đại lục thực phẩm linh trà như thế là càng ngày càng khó có được trần lâm bưng chung trà lên uống một hơi cạn sạch hắn cũng không lo lắng đối phương động tay động chân trong trà hai người căn bản không có quan hệ lợi hại gì càng không có thù hận hơn nữa đến cảnh giới nguyên anh độc tố bình thường đã không có tác dụng trà ngon trà vừa vào cổ họng một cổ ý vị kỳ diệu tràn ngập toàn bộ thân thể, làm cho người ta cả người thông thái, răng môi lưu hương, ngay cả pháp lực bị áp chế trong cơ thể cũng có một tia sinh động. Hắn nhịn không được khen một tiếng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.